Hả? Sáng thì cứ lên 10 giờ thôi. Rồi hello mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài dùng cho Hải với. Rồi chia sẻ like nha mấy chị yêu nha. À, ghi mà em mà em sẽ dành cho mấy chị làm Di Thành ship hộ em mà sao chưa thấy vậy? Cẩm Văn Ly. Bữa mới điện với ông nghe nói rồi chỉ có nhắn tin gửi ăn xỏ hôm qua đi không còn. Chị ơi hôm qua gọi không nghe máy xả rồi đúng không? Xả rồi hả? Còn không nghe máy chị ơi xả đơn rồi chị ơi. Rồi em sẽ dành tặng 10 cái áo với giá là 19k ha mấy chị ơi nha. Và ghi liền em mã may mắn kèm số nồi dùng cho Hải đi mấy chị ơi. Em lên nhanh ha, em tặng 19k áo á. Áo hàng Zara HM luôn nha mấy chị yêu nha. Dục cho chị cái chồng túi xách gì. Rồi ghi liền em mã tặng 19k kèm số nồi nha mấy chị yêu nha. Dành cho 10 chị chia sẻ like cho Hải cho mấy chị yêu nha. À, ghi dùm em mã tặng 19k kèm số nồi dùng cho Hải mấy chị ơi. Hôm nay không lên hàng may mắn nhưng mà lên mã tặng 19k nha mấy chị yêu nha. Hàng này bình thường mình đang ngồi mua với giá là 160, 170 một cái thì bây giờ em tặng mấy chị giá là 19k ha. Ghi dùm em mã tặng 19k kèm số nồi dùm em luôn. Chia sẻ like lên nha mấy chị yêu nha. Tương tác dùm cho Hải luôn. Thôi cho chị cái cục lộn xộn đi. Cục lộn xộn đi, cục này nguyên chưa. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã tặng 19k kèm số nồi dùm cho Hải nha mấy chị nè. Này là em bóc được cái gì em tặng cái đó nha mấy chị nha. Bóc nào màu nào tặng màu đó luôn cho mấy chị cho nhanh ha. Rồi ghi liền em mã tặng 19k kèm số nồi dùm em luôn. Và mấy chị nhớ là chia sẻ like dùm em nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai bấm like bài viết dùm cho Hải nha. Tương tác vô nha mấy chị nha. Cái này bóc màu nào phải tặng màu đó luôn nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên mấy chị. Đây, em bóc màu nào em tặng màu đó nha. Ghi dùm em mã tặng 19k kèm số nồi dùm em. Phương án chia sẻ like tương tác là như em đi mấy chị ạ. Mới có 135 lượt chia sẻ, chị nào chưa chia sẻ sẽ liền cho em đi ạ. Đây, đẹp chưa mấy chị nè. Mới có 135 lượt chia sẻ like à mấy chị ơi. Chia sẻ like dùm em với, sao bữa nay lại không có tương tác nè. Tương tác lên mấy chị ơi, 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai. Bấm like bài viết dùm cho em luôn nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã tặng 19k kèm số nồi dùm em luôn. Cái này là áo Zara nha mấy chị nha. Ghi em mã tặng 19k kèm số nồi vô nha mấy chị nha. Và mấy chị này lưu ý dùm em là chia sẻ like dùm cho em nha mấy chị nha. Bình thường thì em mã may mắn em tặng 3 chị nhưng mà hôm nay em dành tặng 19k dành cho 10 chị nha mấy chị nha. Tương tác lên nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã may mắn kèm số nồi dùng cho Hải luôn mấy chị ơi. Tặng 19k cho Hải nói nhầm. Tặng 19k kèm số nồi vô nha mấy chị nha. Chia sẻ like lên mấy chị yêu ơi. Nay không có tương tác mấy chị ơi, lên trên 150 người xem dùm cho Hải với nha mấy chị nha. Không có tương tác là không like được mấy chị ơi. Có tương tác à? Rồi ghi liền em nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã mấy chị ơi. Chốt liền em mã đi mấy chị ơi. Em thấy bỏ cái bao này cũng mất công á. Bỏ bao đi mấy chị. Bỏ mất công gì cũng dục bỏ ra hết. Cố gắng chia sẻ like tương tác lên mã 19k. Chị chốt gì nào đã chia sẻ like thôi mấy chị ha. Mới có 219 lượt chia sẻ, nào chưa chia sẻ sẽ liền với em ạ. Mấy chị xem mấy chị có được nhận thông báo không mấy chị? Sao nó lại không có tương tác ta? Đó, kim em mã tặng 19 kèm số nồi giùm em. Ồ sao bữa nay nó không có tương tác mấy chị? Chia sẻ like cho Hải với. Chia sẻ like lên mấy chị ơi. Bình thường là em tặng không đồng cho 3 chị. Hôm nay em dành 10 cái 19k dành cho
10 chị luôn đi cho nhanh nha mấy chịu nha. Cái đó là tặng công bằng, nó tặng nhiều á mấy chị, nhiều hơn một chút xíu nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em. Tặng 19k kèm số điện thoại nha mấy chịu nha. Xem có tương tác không mình. Rồi em chia sẻ. Ủa sao vậy? Không được, không được. Mọi người không thấy đâu ta. Cố gắng chia sẻ lại tương tác lên giúp em đó mấy chị ơi. Tăng lực chia sẻ lên giúp em đi ạ. Để bên em lên mở tặng 19 cho nó nhanh mấy chị nhá. Có ghi em mã tặng 19k kèm số điện thoại dùng cho Hải luôn mấy chị. Tặng 19k kèm số điện thoại vô. Chia sẻ like lên mấy chị ơi. Rồi đọc luôn đi. Rồi đọc luôn nha mấy chị ơi nha. Đọc từng chị ha. Bao nhiêu con đó? 10 con. Tặng 19 lên giùm em ạ. Rồi ghi liền em mã tặng 19k giùm em. Bắt đầu em đọc tên luôn nha mấy chị ơi nha. Chị nào mà chia sẻ like rồi mới chốt nha. Không chia sẻ like không chốt ha. Rồi mã đầu tiên em xin chúc mừng cho chị Ngọc Phạm. Chị Ngọc Phạm 596 đuôi nè. Ngọc Phạm 596 đuôi. Và tiếp em xin chúc mừng cho chị Hương Phan 070 đuôi nè. Hương Phan 770 đuôi. Hương Phan 770 đuôi nè. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Em bấm nhanh đi em tặng nhanh luôn mấy chị ơi. Rồi chúc mừng cho chị Minh Anh 455 đúng không? Chị Minh Anh 455 này anh đọc tên luôn đi anh ơi. Rồi chia sẻ like lên mấy chị yêu ơi, chia sẻ lên em đọc nhanh luôn ha, nhà em tặng nhanh lắm mấy chị. Chỉ việc là chia sẻ nhanh cho Hải xong Hải đọc một rẹt 10 chị luôn ha. Một lần 10 chị luôn nha mấy chị. Ghi liền em mã tặng 19k kèm số điện thoại giùm em. Tặng 19k nha, cái này hàng mấy chị ra ngồi mua là giá là 160, 170 một con á. 160, 170 nha mấy chị yêu nha. Tặng cho mấy chị 19k luôn. Hàng này mình đi mua mình nói chung là năm nào nó cũng hết hết trơn á mấy chị. Hàng mà bình thường mình mua hàng mà hàng kia đã giá là 80-90 ngàn rồi. Còn cái hàng này là hàng người ra là hàng gọi như là hàng xúc quá mấy chị. Hàng xúc nha mấy chị nha. Giá là bán là xỉ là tầm khoảng giá là 120-130 nha mấy chị nha. Lên mở tặng 19 cho em, tặng 19 em cho chị Dương Duyên. Rồi tặng 19 nha mấy chị nha. Tặng 19 em cho chị Dương Duyên nè. Rồi tiếp tặng 19 em cho chị Thư Lê. Tặng 19 em cho chị Thư Lê nè. Tập xin hỏi luôn, phía sau luôn. Rồi lên nha mấy chị nha. Ghi liền em mã tặng 19k kèm số nội giùm em luôn mấy chị. Lên mã tặng 19 giùm em ạ. Tặng 19 em cho chị Mai Kiều. Rồi tặng 19 em cho chị Mai Kiều nè. Rồi lên luôn đi mấy chị ơi. Ghi em mã luôn mấy chị. Tặng 19 cho chị Tùy Duyên. Tặng 19k em rốt cho chị Tùy Duyên nè. Lên lên mã tặng 19 giùm em đó bây giờ. Tặng 19k giùm em đi ạ. Ghi em mã tặng 19k kèm số nội luôn. Tặng 19 cho chị Mỹ Hạnh 710. Rồi Mỹ Hạnh 710 mấy chị. Rồi ghi liền em mã tặng 19k kèm số nội giùm em mấy chị ơi. Tặng 19k kèm số nội nha mấy chị nha. Lên nhanh giùm em luôn. Lên mã tặng 19 giùm em đi ạ. Tặng 19k với Cam Phan. Rồi tặng 19 em cho chị Cam Phan nè. Rồi em còn dành cho hai chị. Tặng 19 em với Kim Ngân Huỳnh. Rồi tặng 19 em cho chị Kim Ngân Huỳnh. Kim Ngân Huỳnh nha mấy chị nha. Còn mấy chị ơi tặng 19k mà không tăng view luôn, không biết bị gì mấy chị. Diễm lấy hàng sale rồi đó đi. Không tương tác luôn mấy chị, có chia sẻ like không mà. Coi như là chia sẻ like rồi. Không có tương tác mấy chị ơi. Chia sẻ like lên mấy chị ơi, nhiều chị không chia sẻ like đúng không? Chị My Trần lên tặng 19k mà không chia sẻ like này. Cam tay đâu chia sẻ like luôn. Rồi ghi liền em nha mấy chị yêu nha. Bắt đầu em lên luôn nha mấy chị yêu nha. Cho chị dục cho chị cái thằng chị like trước đi. Rồi cái này em còn được mấy cái hè. Bây giờ chị Nguyên Trần đó luôn đi. Rồi em còn được 2 màu này nha mấy chị yêu nha. 3 màu rồi em. 3 màu rồi. Rồi cái này em like trước đi nha. Tại vì cái này em còn 15 cái thôi. 15 cái mấy chị ơi, 15 cái nha mấy chị yêu nha. Giá là 49.000 một cái khăn này nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã khăn 49.000 trong lúc đợi em lấy hàng ra nha mấy chị yêu nha. Đợi trong lúc mà em lấy hàng á thì em like trước khăn cho mình ha mấy chị yêu nha. Dục dục cho chị nguyên mấy màu đi. Rồi cái này ghi liền em mã khăn giùm em này 49.000. Em còn được 20 cái, 100 cái hết rồi đó mấy chị, còn 20 cái cuối cùng nha. Giờ lấy khăn thì chốt khăn giùm em. Cái này em có 3 màu nhưng mà bây giờ em không bốc màu nha mấy chị yêu nha. Cái này là em bán tặng cho mấy chị luôn ấy.
Cái này mấy chị đi mua ở ngoài cũng biết đó mấy chị. Giá là hình như là 80 ngàn một cái hay sao á, 80 ngàn hay là 70 ngàn gì đó, em không biết, nhưng mà nói chung là em bán mấy chị giá là 49 ngàn một cái khăn như thế này nha mấy chị nha. Khăn to á mấy chị, to nha mấy chị nha, dài này nè. Mà khăn này xài mềm lắm luôn, sướng lắm mấy chị. Này khách em mua rồi á, nhắn tin em nhờ lấy giùm á mấy chị. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em mã khăn giùm em ha. Giá là 49 ngàn một cái giùm em. Và cái này em chốt cho gì nào có đơn nha mấy chị nha, tại vì cái hàng này là hàng giống như là tặng cho mấy chị á, chứ không có giá 49 đâu. Chờ lấy khăn 49 luôn, mà khăn 49 giúp em, cô bán chia sẻ lại từ đó lên cho chị ạ. Sướng lắm luôn á mấy chị, sướng lắm luôn, cái này em bán lúc tối nhiều lắm. Thật sự luôn, tối mà còn có 100 chị xem thôi mà em chốt hết rồi đó mấy chị. Em còn được 20 cái cuối cùng là hết rồi. Cho gì nào chốt mà mấy chịu nha. Kim em mã khăn giùm em. Khăn giùm cho Hải nha mấy chịu nha. 49 ngàn, khăn này xài hơi bị đã luôn á. Khăn 49 ngàn cho Kim ngân hình, không lên màu mấy chị ạ, không kèm màu với em à. Rồi cái này kim em mã khăn giùm em. Không lên màu nha, lên màu em không chốt. Khăn 49 lên với em mấy chị ạ, chị chốt gì nào đã có đơn mấy chị ạ. Rồi kim em mã khăn giùm em chốt gì nào có đơn nha mấy chịu nha, còn không thì em không chốt nha. Cái này không có lãi mấy chị, mua một cái khăn không có gửi được nha mấy chịu nha. Rồi ghi em mã khăn giùm em. Khăn 49 ngàn chốt cho chị Thu Thủy Phạm 3 cái. Trời ơi, khăn mà mua một màu mấy chị. Lúc nào ví dụ như nhà em mà ví dụ như là lâu lâu mà mua phải tiện nhất không phải là 4-5 cái mấy chị. Khăn 49 ngàn cho Hương Liên. Rồi ghi em mã khăn giùm em, 49 ngàn giùm em. Khăn 49 lên giúp em ạ. Không trộn màu với em mấy chị ơi. Em không trộn màu mấy chị ơi. Giờ lên màu em có chốt được mấy chị ạ. Em lên màu không chốt. Chị nói chị là đã có đơn rồi. Khăn 49 ba cái ba màu chị Kim Yến. Hãy không chốt màu nha mấy chị nha. 49 ngàn ở đâu mà ra mấy chị. Khăn ba cái cho Phan Diệu Hiền. Mà cũng mua đừng cứ mua một cái mấy chị ơi. Vì khăn mà sao mua một cái. Mua ba bốn cái đi 49 ngàn. Trời ơi quên làng nó rẻ như là gì luôn ấy. Bình thường ra ngồi mua cái khăn nhỏ nhỏ như thế này nè mấy chị. Cũng giá là ba mấy ngàn rồi. Nhưng nhất là chị nào mà ở mua hàng mà dạng như khăn siêu thị á mấy chị, một cái cũng phải là giá là 180-190 một cái rồi, mà khăn mà to to bằng như thế này là 250 ngàn một cái đó mấy chị nha, mấy chịu nha. Rồi bắt đầu em lên tặng nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã set giùm em, 79 ngàn một set ha. Hai cái cho vợ Lý. 79 ngàn em có được hai set em tặng luôn cho mình luôn ha. Ghi liền em mã khăn giùm em. Quên, ghi liền em mã set caro giùm cho Hải nha. 55 kg đổ lạnh em ok giùm cho Hải. Ghi liền em mã set caro giùm cho Hải, 79 ngàn giùm em. Hãy có 2 set nha mấy chị nha. 2 set giùm cho Hải, 79 ngàn. Ghi liền em mã 79 ngàn giùm cho Hải. Set 79 chứ gì bán em Phan. Rồi cái này là một cái Hương Lê ghé lấy báo chị ạ. Rồi cái này là mã set caro 79 ngàn giùm em chứ gì không đặng lắm luôn. Rồi cái này ghi liền em mã tặng 49 ngàn giùm em. Cho em mã tặng 49, cái này mỗi mà em có một con nha mấy chị yêu nha. Tối em mới lên hàng mới, còn bây giờ là em lên hàng một cái em sale rất là rẻ cho mình luôn á mấy chị yêu nha. Rẻ lắm luôn, giống như là giá tặng luôn đó mấy chị. Nên là chị nào ở lại thì mua được hàng sale giá rẻ nha mấy chị yêu nha. Nói chung là chị nào thích săn sale thì mấy chị ở lại nha mấy chị yêu nha. Rất là nhiều hàng đẹp cho mình luôn, như mẫu một cái và giá rất là rẻ nha mấy chị yêu nha. Giá y như là hàng tặng 49 luôn chứ, tiếc lên là nặng. Nha mấy chị yêu nha. Rất là rẻ luôn. Đây nè mấy cái tay mà có đơn này kia mấy chị nè. Ví dụ như là xả đơn nè, buôn hàng nè. Một cái xả ra nha mấy chị nha. Đây còn một cái nữa nè. Một cái nữa nè, 49 ngàn luôn. Tặng 49 cho bé em Phan. Ê cái áo này đẹp lắm nha mấy chế ơi. 49 ngàn nè. Chị Tiết Lê lấy áo này không? Vải mà vải thun giấy á. Vải thun giấy á mấy chị. Chị ơi chúc em mã thun giấy giùm em 49 ngàn. Em bán 79 ngàn nè, không có điều đâu nha mấy chị nha. Em mà em bán 79 ngàn. Tất nhiên mấy bạn đi nhập phải giá là 90 ngàn rồi đó nha mấy chị nha. Thun là thun giấy mấy chị, mặc rất là mát luôn, thấm hút mồ hôi tốt lắm luôn ấy nha. Chiều lấy thì chốt em mã giấy giùm em nè, 49 ngàn giùm em nè. Ok, giấy 49 như tiểu lè nặng. Rồi cái này phải có một con duy nhất 59 ngàn. Chiều lấy cho em mã áo kem 59 ngàn. Áo kem nha, chuẩn mát cho Hải luôn nè. Hàng này đi sỉ giá là 9 và bao nhiêu hè, 110 ngàn á, 110 ngàn nha mấy chịu nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã áo kem giùm em. Áo kem này xinh lắm luôn nha mấy chịu nha. Bèo ở đây cho Hải nè, hàng tan mát Chanel nha mấy chịu nha. Giá là 59 ngàn, chiều lấy chốt em mã áo 59 ngàn. Một con duy nhất nha mấy chịu nha. Một con duy nhất cho Hải, chiều lấy thì chốt đi giùm em. Chiều Hoàng Nhung ơi tối vô lấy hàng thun Mỹ nha, túi hàng có thun Mỹ về á.
Rồi cái này set này có một set này tặng luôn cho mình luôn ha. Giá là 89.000 này, chốt em mã set 89.000. Hai chiếc găng 49 cho tỷ lệ nặng. Rồi cái này ghi liền em mã set 89.000. 59 cho bé em Phan. Cái này mỗi mã có một cái thôi nha, nên là mình tin thủ chốt ha. Hàng này là hàng như 100 mấy nha. Này là 115.000 này mấy chị. 115 nha. Bây giờ em tặng cho mấy chị 89.000 nhưng mà có một set duy nhất thôi. Nha mấy chị yêu nha, chị nào chốt nhanh thì được nha. Rồi cái này ghi liền em mấy chị này. Chốt liền em mã set 89.000, hàng 115 của Hải không có sỉ luôn ấy. Set 89.000 giúp em, khách mới thì chốt mã kèm số điện thoại lên giúp em đúng mấy chị ạ. Rồi cái này ghi liền em. Hàng bên em đang sale không có giá sỉ mấy chị ạ. Rồi cái này ghi em mã áo sọc. Set 89.000 giúp bé em Phan. Rồi áo sọc 59.000 có một con duy nhất này sọc. Tiếp trong màng bị chậm mấy chị ạ. Sọc này mấy chị đi lấy sỉ là hàng 95.000 đó. Hàng tao bao nha mấy chị nha. Chứ không phải là hàng của mình đâu, nói thật sự luôn, mấy chị nào mà cầm hàng của Nhải là biết luôn ấy nha mấy chị nha. Hàng mấy bạn có thể ra ngồi mua 300 mấy ngàn một cái váy nhưng mà cầm trên tay của Hải nhiều lúc Hải bán cho mấy chị 69.000 này kia nha mấy chị nha. Rồi cái này chờ lấy cho em mã áo sọc 59.000 dùm em, cổ là cổ lọ dùm cho Hải này mấy chị, cổ lọ nha mấy chị nha. Chốt em mã áo sọc dùm cho Hải này mấy chị nè, nguyên set này luôn. Sọc 59.000 là cho em chứ Phương Thảo Nguyễn đây 149.000 nha, em tặng luôn cho mình 89.000 luôn. Chốt liền em mã set 89.000, một set duy nhất này mấy chị nè. Quần Hải mặc, quần Hải mặc Hải bán lâu rồi mấy chị, lâu lắm rồi luôn ấy, lâu rồi nhìn nó bị dơ luôn đúng không. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt em mã set sọc 89.000, 60kg đổ lại em ok. Set sọc này là 139.000 này mấy chị, 139.000 đó. Cái này em có nhắn tin cho mấy bạn mà khách sĩ bên em á, nói chung là mấy bạn cũng hay ôm lô, ví dụ như 100 cái 200 cái giá là siêu rẻ luôn, nhưng mà bây giờ thì em lay lẻ cho mình á nha mấy chị. Set sọc lên giúp em cho khỏi bị nhầm mẫu à, 89.000 139.000 đó mấy chị. Set này là 139.000 đó nha, 89.000 áo rất là đẹp luôn, nguyên set đẹp lắm. Rồi đây là cái set cái áo vest này, à, nguyên set vest chị luôn. Chị Trương lại xuống chị lấy set sọc hay là lấy áo sọc ạ? Nguyên set vest này mấy chị này. Set vest nha mấy chị yêu nha, 69.000. Chờ lấy cho em mà set 69.000, set 69.000 size M này. Một set này mấy chị nè, 69.000 dùm em, chúng em mã set 69.000 size M. Một set duy nhất, quý set sọc 89.000, rẻ quá trời rẻ, 139.000 đó. Set 69 cho chị HD Trần. Rồi set caro dùm em 69.000, em cũng có một set nè. Chúng em mã caro dùm em 69.000. Mấy chị lấy nhanh cái set caro này nè, đẹp lắm. Chị Trương lại xuống lúc nãy chị lấy áo sọc là set sọc chị ơi. Đây nè mấy chị nè, cái set caro này đẹp nha, 69.000 ghi em mã set caro cho rõ ràng ra mấy chị ơi, phải mình nhầm mình ha. Nói chung là không nhầm Hải và cũng không nhầm mình nữa nha mấy chị nha. Có phải nói chung là cứ mình nói là em lấy set caro thì không có bị nhầm nha mấy chị nha. Set caro giùm em, một con áo crop top kèm một cái quần bo dưới 69.000. Set caro 69.000 chơi vợ lý. Rồi áo siêu phẩm cái này cũng có con này. Set vé rất là diễm trần rồi. Cái này nhiều khách em có lắm luôn á, cái này em bán là hàng 69.000, bây giờ em tri ân cho mấy chị luôn ha, 49.000. Chốt liền em mã tặng 49, và áo này mặc đẹp lắm luôn. Mấy chị mà mặc mấy cái phôn quần mà lưng cao á mấy chị, mấy chị phối hợp với mấy cái áo này nè, em mặc luôn á, rất là đẹp nha mấy chị nha. Phía trước của nó làm nhún cho mình, tay là tay dài nhưng mà phôn dáng là rất tốt, mặc lên rất là đẹp luôn. 49.000, con này nhận hàng là không tin nó 49.000 đâu. Order phải giá là 108.000 nha mấy chị. 49.000, một con duy nhất cho chị nào chốt nhanh thôi đó. Rồi cái này ghi liền em luôn nè mấy chị nè. Ghi liền em mã số 1 dùm em 49.000 luôn mấy chị. Mã số 1 dùm cho Hải nha, 49.000, Hải có một con duy nhất mã 1 49.000 dùm em. Rồi cái này là áo gấu, gấu gấu dùm em này mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã gấu dùm cho Hải. Rồi cái này ghi liền em mã áo gấu dùm em này mấy chị. Áo gấu 39.000 có 4 con cho mình ha. Và áo gấu này là hàng theo này mấy chị này. Hàng theo nha, không phải là hàng in đâu nha mấy chị. Khánh mới mà kèm số điện thoại lên giúp em đi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em này mấy chị, chốt em mà áo gấu dùm cho Hải nha. Số 1 49 ngàn với Hiền Đặng. Rồi ghi em mà áo gấu dùm em này mấy chị này. À, giá là 39 ngàn. Đây cái này tặng 49 ngàn còn một con nữa nè. Ủa sao cái hàng này mấy chén mua hàng cơ gỗ nghe máy nhiều quá mấy chị. Cọt nơ lên này mấy chị. Áo này xinh lắm luôn á. Ghi em mà tặng 49 ngàn này. Áo này đẹp lắm. Trời ơi, áo này mấy bạn, em nhập vô giá là như là 85.000. Đúng rồi chị. Một con em tặng luôn 49.000 luôn. Cho em mã tặng 49. Em mã tặng 49.000. Dạ. Đúng. Đúng rồi chị, đúng rồi chị. Đấy, áo dạ. Nãy còn con này. Chị áo đen vậy con. Rõ nội dung tên Facebook chị Mãn Cọc là được chị hả? Dạ, dạ, dạ.
Áo đen về tay nè mấy chị nè. Rố 39 vô hàng nhôm. Áo này đẹp kìa. Thì bữa trước chị để một con áo màu xanh ở trong kệ kìa. Tặng 49 cho Rose Quyên. Ghi em mà áo về tay có một con nè mấy chị. Cái này bữa trước em có lai màu xanh nữa mà màu xanh em hết rồi. Tao lòi ra. Rố 39 cho Xuyên Xuyên Kim. Áo nó đẹp lắm, mặt nó nhún hai bên nhưng mà dáng là rất tốt, nó có nút mình nữa mấy chị. Về tay mà nó đẹp lắm luôn, 49.000 rất là đẹp, đẹp lắm. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị, 59.000 cho em mã đan dây giùm em nè. Cái này đan dây phía sau nè mấy chị nè. Rồi 49 cho Huyền Phan Diệu. Rồi cái này đan dây phía sau nè mấy chị. Chị lấy cho em mã đan dây 59.000 giùm em. Con này được chiếu sỉ giá 79.000 nè, xả luôn nè. Đan dây giùm cho Hải nha, đan dây này có con thôi. Đem. Đem muốn dính hướng dương xanh. Rồi ghi em mã đan dây dùm em 59.000 dùm cho. Giờ lấy đan dây lên mã đan dây giúp em 59.000 cho Rosa Quyên. Mấy chị đầm sung 79.000. Đan dây 59.000 cho Trần Dương hết mã đan dây. Mấy chị lấy nhanh cái đầm sung này nè. Mấy chị thấy cái đầm sung mà phôn của nó là của nhà ấy là phôn dài nha. Chắc là chắc phong Mỹ. Hàng 115.000. Một con cuối cùng tặng luôn 79.000. Cứ mê mã đầm sung 79.000 một con à mấy chị. Đầm sung dùng cho Hải nha mấy chị nha. Đầm sung dùng cho Hải. Thôi Hải có mấy cái xếp vét này mấy chị. Cho lấy lại mã đầm sung 79.000 giúp em cho chị Yến Trần. Cái xếp vét này là em bán lỗ luôn đó. Đây này mấy chị nè. Sung 79.000 cho Rose. Có một con. Hết sung 79.000 cho Rose Quyên ơi. Cái này là hàng 170 của nhà Hải nha. Rồi 99.000, chờ lấy cho em mã xếp vé 99.000. Và cái này là cái quần đó mấy chị, cái quần bên trong cho mình nè. Nha mấy chị nha, cái quần nha mấy chị nha, đây nè. Rồi cái này xe luôn nhanh cho mình luôn ha, 99.000. Phôn cho mấy chị 55 cái đổ lạnh này ok nhất là chị nào mà mới lấy sỉ của nhà Hải mà hốt được cái con này là hời lắm luôn á. Tất cả hàng sỉ của Hải con này là hàng 160 nha. 160 nha mấy chị nha, 99.000, chờ lấy cho em mã xếp 99.000 coi xếp nè. Một xếp nha. Xếp 99.000 lên giúp em ạ. À. Xếp vàng 99 cho bé em Phan. Rồi con này được cho mấy chị được 2 con nè. Được 2 con nha mấy chị nha. Chờ lấy cho mấy mã đầm trắng 79.000 cho mấy mã đầm trắng. Cái này là vải xô á mấy chị, không phải là hàng vải thường của mình nha mấy chị nha. Nhìn cái vải xô mấy chị nhận về trên tay mấy chị mặc á, cảm giác là cái hàng xịn á, y như mấy chị đi hang mua hàng si mà hàng xô Nhật với lại xô hàng á mấy chị nha mấy chị nha. Và cái hàng này là hàng design Korea nha mấy chị nha. Có nghĩa là hàng xuất Korea đó mấy chị. Đó là đi xíu kim trang chị Trần Dương á. Đa số hàng xuất Korea, vậy là hàng vải của nó là đa số là hàng vải xô á mấy chị. Mặc rất là mát luôn và phun đó là phun Babydoll. Tay là tay phòng dùm em 79.000 một cái đầm mấy chị nha mấy chị nha. Rẻ chắc cũng được gấp 3 lần đó mấy chị. Rồi chiều lấy thì chốt mì em mã đầm dùm em, đầm xô chạy cũng được 79.000. Em có cho mấy chị được 2 con ha. Tặng kèm cho mình cái cua băng luôn nè. Cho mấy mã đầm trắng hay đầm xô gì cũng được đó. Đầm xô 79.000 lên dưới đây đó mấy chị ạ. Rồi 69.000 hãy có một con. Đầm xô 79.000 với nấm phạm. Rồi cái này ghi em mã sơ mi ren dùm em nè. Sơ 79 cho bé em Phan. Sơ mi ren dùm cho Hải nha mấy chị nha. Dù gì cái đầm hồng đó. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Đây mấy chị nè. Cái sơ mi trắng nhưng mà sơ mi trắng có ren nha. Có ren rất là đẹp luôn. Hàng tao bao có một con 69.000 con mấy chị. Duy nhất một con cho Hải nè. Cho Hải có cục này hàng đẹp không? Mấy chị thấy không? Cái này là cái gì chị không mình tin ra chị bán khi nào luôn á Diễm ơi. Nè chị bên đang sơ chính cho Trần Dương. Thật sự là không biết mình. Mấy chị bán luôn cái áo gió này 79.000 luôn học luôn á. Nhiều lúc em dạ, đúng rồi. 100 mấy ngàn em cũng không nhớ mấy chị ơi. Chết mất rồi. 79.000 cái áo khoác nè. Khoác cho em 79.000. Cái này qua đồng nè. Hàng nè, đẹp đẹp. Rồi rồi đem báo. 79.000 cho em. Đây ra. Hàng su co. Hả? Hàng su co. Hả? Hàng su co. Hả? Gió 79 cho Rose Win. Có địa chỉ chứ. Rồi cái này ghi em mà xếp 69.000 có xếp này mấy chị. Trời ơi bây giờ chị nào ở lại mua Hải mấy cái hàng một cái này đẹp lắm luôn, nhất là mấy bạn nào mà bác sĩ á. Trời đúng đẹp luôn á trời. Mấy
mấy chị, nguyên set này 69.000 nè. 55kg đổ lại em ok dùm cho Hải nha mấy chị. Set này đẹp lắm luôn, quần set 69.000 nè mà anh. Áo gió có một con mấy chị nhở? Đây nè, áo gió nữa nè. Áo bomber nè mấy chị ơi. Kim em mã bomber dùm em nè, 85.000 nè. Bomber 85.000 dùm em, bomber này đẹp lắm nha, hàng xịn nè mấy chị. Đây nè. Design Korea dùm em nè. Đây mấy chị. Kili dùm em mã bomber đi theo nè mấy chị. Theo Mickey nha mấy chị nha. Đây nè. 85.000 chờ lấy chút em mã 85.000 dùm em, có một con thôi nè. Mấy chị mua mấy cái bomber 85.000 chứ Rose Win. Rồi em có một cái set bé size 120 bằng luôn 59.000 luôn nè. Set bé size 120 59.000 chứ em mã set bé. Set bé size 120 là tầm khoảng 20kg đổ lại á mấy chị, 20kg đổ lại này ok nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em nè, 59.000 nè, size 120 em tặng luôn cho mình luôn ha. Giá là 59.000, set bé dùm em 59.000. 59.000 size 120 chứ Trần Dương. Cái này này là hàng bôm ở ngoài nè. Rồi cái này ghi liền em mã váy dùm em 49.000 cho bé luôn. Váy 49.000 size 130 nè mấy chị. Váy 49.000 size 130 em mặc vừa luôn. Chờ lấy váy bé bao, váy bé 49 là mà váy bé 49 như em mấy chị ạ. Em mặc vừa luôn đó. Rồi ghi em mã váy bé size 130 giùm em. Size 130 nha. Váy bé hết mã set bé rồi mấy chị ạ. Váy bé 49.000 cho Tuyết Lê nặng. Rồi cái này nguyên set chạy luôn, set này dễ thương lắm nè. Trời ơi. Rồi cái này tặng luôn cho mình luôn ha. Giá là 79.000, chào lấy cho em mã set 79.000. Set này là set công sở đó mấy chị. Một chân váy ôm nè mấy chị nè, kèm cho mình một cái áo cổ vest màu trắng nè mấy chị nè. Áo trắng cổ vest nha. Kèm với chân váy size M á mấy chị, nguyên set luôn em tặng cho mình luôn, giá 79.000 nè mấy chị nè. Chứ em mà set 79.000 có đúng một set duy nhất luôn. Một set duy nhất size M nha, chị nào đi làm á mua cái set này nè, đẹp lắm luôn ấy. Một set nha. Set 79 luôn chứ em ạ. Set 79.000 giùm em. Rồi cái này set 79 thì Thảo Nguyễn. Áo kem dùm em 59.000. Áo kem này là hàng vải lạnh nha, hàng của Nhi Hải á, là hàng mà các bạn mặc cái hàng này là chuẩn hàng hot girl, bán 160-180 luôn. Em bán sale nhanh cho mình nha, giá là 59.000. Chắc vải y như hàng vải lạnh luôn nha mấy chịu nha, không sai gì hết nha mấy chịu nha. Và chiều lấy thì chốt tìm em mà áo kem dùm em nè. Áo kem dùm cho Hải nha, 59.000, Hải có cho mấy chị một con nè. Rồi sơ mi trắng dùm em nè mấy chị. Sơ mi trắng dùm cho Hải mấy chị, Hải có một con nè, 49.000. Chú em mã sơ mi trắng 49.000 dùm em, một con duy nhất nè. Sơ mi trắng đi làm nha, 49.000. Kem 59 Rose Win. Rồi cái này ghi em mã sơ mi trắng dùm cho Hải nè, 49.000. Tặng nhanh nha mấy chị nha. Cái này hàng một cái này em like nó hơi bị chậm một chút xíu. Nhưng mà mấy chị ở lại mấy chị mua được hàng rẻ mà hàng đẹp lắm luôn á. Nhiều lúc mãi một cái mấy chị nè gọi điện không nghe máy này kia, tỏ ra hết đó. Đây này ví dụ như cái váy này nè mấy chị, một con duy nhất nè. Sơ mi trắng 49.000 La Nguyễn. Đây nè mấy chị nè. Đầm sung 79.000 nè, trời ơi cái đầm sung này chế nằm hàng gọi uống phải một cái thôi. Trời ơi nó đẹp gì đâu luôn, theo này mấy chị nè. Nhìn chắc này mấy chị, chắc phong mỹ á. Chị nào lấy thì chốt em mã đầm sung dùm cho em ha. Khi em mã đầm sung dùm em 79.000, đầm sung này đẹp lắm, 79.000. Chắc phong mỹ á mấy chị, cầm trên tay cũng to vô cùng luôn. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt em mã body dùm em nè. Body nha mấy chị nha, ghi liền em mã body dùm em nè, 49.000. Ghi em mã body 49.000 dùm em. Body dùm cho Hải có mút ngực luôn nha mấy chị nha. Đầm sung 79.000 cho Rose Nguyên. Kim em mã body dùm em ha, 49.000 Hải có một con. Kìa mấy chị cái set này. Set này là hút nhanh nha. Hô một giá là mấy chị chốt nhanh nha. 59.000 chốt em mã set 59.000. Body 49.000 lên giúp em ạ. Body 49.000 giống như Hồng Yến ra lấy đúng không chị? Mấy chị set 59.000 dùm em. Em hô một khoát là cái set này bấm nhanh này 59.000. Set 59.000, set này là hàng 89 hay là 99 gì đó không nhớ nữa mà sale luôn cho mình luôn. Set vàng 59 cho Ivana. Rồi cái này là phong mỹ, giùm em mã phong mỹ giùm em nè. Phong mỹ giùm em, phong mỹ giày tay này 59.000 luôn. Chứ không em mã phong mỹ giày tay 59.000. Tay bo dưới này mấy chị nè, hàng chắc coi là chắc luôn. A Store Dior, cái dòng hàng mà A Store Dior từ áo phông tay ngắn, áo phông ba lỗ cho áo phông giày tay đều hàng đắt hết nha mấy chị nha. Coi chờ lấy thì chốt đi giùm em mã phông giùm em nè, phông giày tay giùm em ha, 59.000 giùm cho Hải luôn.
Rồi cái này là áo thun giấy á mấy chị, thun giấy dùng cho Hải nha. Thun giấy dùng cho em 59.000 luôn nè. Chắc em mã thun giấy 59.000 nguyên một con luôn. Thun giấy dùm em ha, chắc này là in nhiệt. 59.000 chứ gì Nguyễn Lê. In nhiệt này là mấy chị giặt không có sợ bị chóc hay là bị dính gì hết nha. Chắc em mã thun giấy hàng to bao luôn 59.000. Rồi set bom này mấy chị. Cho lấy phong giấy lên mã phong giấy giúp em đi, khỏi bị nhầm mẫu mấy chị nhở. Rồi cái này ghi em mã set bom dùm em 69.000 dùm em nè. Ghi em mã set 69.000 hãy có một set duy nhất nè. Một set hoa nha, 69.000 dùm em, dễ thương lắm, 55kg đổ lạnh em ok dùm em. Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn, chốt em mã set 69.000 dùm em. Set 69.000 dùm chị nha. Rồi cái này hãy có cho mấy chị mấy cái váy bé này mấy chị. Giờ lấy phong giấy thì lên mã phong giấy với em đi, khỏi bị nhầm mẫu đi mấy chị ơi. Set 69.000 cho bé em Phan. Rồi cái váy này có được mấy con mấy chị? Một con size 120. Một con size 100 và một con là size 120 ha. Rồi cái này chị lấy cho em mã váy bé 49.000 giùm em. Váy bé 49.000 giùm em ha. Váy bé này xinh này mấy chị. Em có một con size 100 và ba con size 120. Chị lấy size gì của mình size đó giùm em. Chốt em mã váy bé được rồi nha mấy chị luôn nha. Váy bé kèm size cho Hải giá là 59.000. Size Hải đang cầm là size 100 nè. Và cái này em có được ba con size 120 ha. Size 100 cho bé dưới 10kg nha mấy chị luôn nha. 120 cho bé dưới 23kg, ở trên 23kg giùm em. Rồi ghi liền em nha mấy chị luôn nha. Dưới 23kg cho Hải có nó nha. 59.000. Với bé size 100 59.000 chứ gì giờ Trần Duyên. Bên em còn size 120 chứ mấy chị nha. Ê cái này chị mặc vào cái áo tôi cái gì. Dễ thương chứ bồi. Dễ thương lắm mấy chị. Với bé size 120 cho bé em Phan. Bên em chỉ còn với bé size 120 thôi. Với bé size 120 với tỷ lệ nặng. Rồi cái này em còn đúng cho mấy chị một cọc này. Cho em size lên với em đó mấy chị ơi. Một cọc này là size 120 luôn nè mấy chị. Size này là dành cho mấy chế nào có con tầm 20kg đổ lại. Cho chị Phương Liên. Cái này là 20kg đổ lại nha, 69.000 nè. Chúc em mã 69.000 kèm size dùm em. Ở bên 69.000 size 120 là 20kg đổ lại đó. Alo. Rồi cái này em còn size nhỏ thôi mấy chị. Em đây mấy chị nè. Chị ảnh đi chị ơi, để em sửa chị ơi. Để em sửa em báo phát lại cho chị hả, em đang like chị ơi. Đây mấy chị. Chị cũng quá à, đẹp chưa. Rồi bé trai dùm em ha. Bé trai dùm cho Hải nè mấy chị. Em bán luôn mình cho mình 69.000 luôn. Cái này tụi có mấy set hả mấy chị ơi. Hết rồi nha, cuối cùng luôn rồi đó. Một số bóng rồi sao mấy. Đây 120 đó. Rồi hãy có cho mình một cái áo này nè. Cái áo này đẹp mấy chị, áo xám này đẹp lắm. Xếp bé xem 1259.000 cho bé em Phan. Áo xám này nhìn đơn giản mà rất là đẹp luôn. Bỏ ra giúp chị. Nãy chốt rồi, cảm ơn em. Thằng Dương chốt cái gì không? Xếp bé à. Đây mấy chị này, xếp áo xám 69 chứ. Ừ. Áo xám dùm cho em mấy chị. Bỏ cho em đây. Đó chị mày, họ bị bỏ rồi, bỏ cho rồi. Xếp 69 cho Hương Phan. Rồi cái này ghi em mã áo xám giùm em nè mấy chị. Xếp bé 6269 cho chị Nga Đoàn nè. Mấy chị nhìn nè. Áo xám. Xếp bé 6269.000 cho Phan Diệu Hiền. Xếp bé 69.000 ba. Cho chị Lương Nguyên 1 set cho chị ơi, nó còn có 1 set rồi. Ghi em mã áo xám 49.000 có 1 con nè. Mã áo xám 49.000 giúp em ạ. À la mấy chị ơi, nó có cái váy nè. Áo xám nó đẹp đó mấy chị. Rồi em có cái set thổ cẩm này nè mấy chị. Áo xám chắc đẹp lắm. Đây nè. Em có cái set thổ cẩm, cái váy thổ cẩm này đẹp lắm mấy chị. Rồi 59.000 đi mấy chị. Chốt em mã váy 59.000 con này mấy chị nhìn nè. Nó làm cái bo cho mình rất là đẹp nha, lúc mấy chị mặc lên nè. 55kg đổ lại em ok á mấy chị. Con váy này rất là đẹp luôn. Hàng của nó là hàng lụa nha mấy chị nha. Lụa phôm dài maxi rất là đẹp luôn. Với giá là bao nhiêu em đọc bao nhiêu nè? 59.000. Chờ lấy cho em mã váy 59.000. Cái này là bán tặng nha mấy chị nha. Không có lời lãi gì đâu. Nhập vô giá là 90 mấy ngàn rồi đó. Tặng luôn cho mình luôn 59.000 đầm lụa nha mấy chị nha. Chờ lấy cho em mã váy 59.000. Con này đẹp lắm luôn. Siêu đẹp luôn mấy chị. Váy 59.000 lên giúp em ạ. Ghi em mã váy 59.000 dùm chạy. Ủa mình tự nhiên đang chốt xét. Rồi lấy của Nga Đoàn rồi cho Rosa Quyên luôn đi. Váy 59 với Vĩnh Trâm. Mấy chị ơi em ghi xếp là mấy chị chốt xếp dùm em. Ghi váy mấy chị chốt váy dùm em cho khỏi bị nhầm nha. Khỏi phải
họ phải xả tới phải luôn mất thời gian của hai bên đó mấy chị nha, tại vì cái này sale lỗ rồi mấy chị, không có lãi đâu mấy chị ạ. Mấy năm chín giờ rồi sao Quyên không có 38 kg gì Nguyễn Gia Hào rồi. Rồi cái này ghi liền em mà, áo dùm em nè, áo vàng dùm em nha, áo vàng dùm cho cái này. Vái 59 cho chị Hướng Dương San Jose đã đưa ăn xả rồi chị hả? Áo vàng này đẹp nè mấy chị, 59.000 hàng to bao luôn nè. Con này chị nào đi xem live chỗ khác biết hàng 140-160 đúng không? 140-160 đúng không? Nha. Yeah. Rồi cái này ghi liền em mà, áo vàng 59.000 dùm em. Đúng không mấy chị? Đi xem live chỗ khác là biết hàng 160 đúng không? 140-160 đúng không mấy chị? Áo vàng 59 cho Phạm Thu An. Em cũng thích lên quần cho mấy chế lắm. Áo vàng 59 cho Phan Trương. Nhưng mà em khổ tâm cái là em bán cái quần có 79.000 à. Mà mấy chị chọn size nhỏ không, à, size lớn không à. Rồi quần giùm em 79.000 kèm size SML nè. Quần này quần dài rồi. Không phải nô mấy chị ơi, quần này là hàng 175 rồi. 175.000. À, anh cứ chốt size S, size M, size L đi. 175.000 ha. Em lấy một cái size S đi. Áo vàng 59 cho Nguyễn Thị Tính. Em size M à. Vậy còn size L thôi mấy chị ơi. Em xin lời. Quần 175 ngàn đó mấy chị. Em còn một con xây lời nha. Cái này bữa trước chị hỏi 320 ngàn. L mà à, M. Không phải S rồi. Chị đang cầm M này. Rồi cái này ghi liền em còn một con xây lời nha. 175 ngàn đó mấy chị. Bữa trước em đi hỏi là hàng 300 mấy ngàn á. 175 ngàn mấy chị. Không phải 105 nha. Hàng này em nhập vô giá là 165 ngàn rồi đó, chưa kể tiền viết ship á mấy chị. Size L em còn một con size L á, chị nào lấy thì chốt nha, quần này đẹp lắm luôn. Em có học luôn, mình bỏ ra 175 ngàn mua được cái hàng 300 mấy ngàn á. 175 chứ không phải 105 mấy chị ơi, còn một con size L duy nhất. Còn một con size L duy nhất luôn á. Này mấy chị này. Quần này đẹp lắm luôn nha, quần siêu lưng cao luôn mà đẹp lắm. Con này mặc lên là thôi nhức nách đó mấy chị. Nha mấy chị nha, một ri duy nhất luôn. Nhưng mà hôm em lấy là còn size L không cuối cùng luôn á mấy chị. Giờ lấy thì chốt giùm em, quần này đẹp lắm. 175 CL với anh Chi. Em nói mua cái quần này về là hơi bị ghiền luôn á. Nhà này cứ hỏi đi mấy chị, hàng 300 mấy ngàn một cái không có rẻ hơn đâu. Bởi vậy em lừa về quần là như vậy đó mấy chị. Em ưng về quần mà dạng như quần giãn á, mà phải hàng cao cấp là hàng 100 mấy ngàn một cái á, chứ không có hàng mà mấy chục ngàn hay là 130-140 nữa mấy chị. Quần cao cấp nó mặc nó sướng, cũng như với cái dòng mà được chứ em về cái dòng mà hàng quần ống sung cho mình, mà quần ống sung công cao cấp mà hàng giãn á mấy chị, kiểu 180 mấy ngàn một con á, mặc ai cũng thích luôn á mấy chị nha. Rồi cái này đầm vàng giùm em nè. Đầm vàng em có 3 con, 2 con em tặng mình 49 ngàn luôn. Chúc em mã vàng 49 ngàn giùm em. Vàng 49 ngàn giá maxi ha, size M dài nè. Size M chờ lấy chúc em mã vàng giùm em. Kim em mã đầm vàng 49 ngàn có 2 con giùm mấy chị. 2 con thì tặng luôn cho mình. Đầm vàng 49 ngàn là giúp em mấy chị nhở. Kim em mã vàng giùm em. Rồi ở đây có set vest nè mấy chị. Cái này mỗi mã có 1 con. Vàng 49 euro xe quyền. Thúy Hương Đặng ơi, khách mới chọn. Thúy Hằng Dương ơi, khách mới chọn nhiều cặp chứ em 200 ngàn mà tài khoản là chọn thêm gì nhá. Cộp rồi chọn tiếp gì nhá. Này mấy chị nè, 170 ngàn nè mấy chị. Xếp vết 34 170 ngàn nè. Rồi bây giờ em sale luôn cho mấy chị. Vàng 49 euro Phương Liên 99 ngàn. Chờ lấy cho em mà xếp 34 99 ngàn thì chốt cho Hải nha. Đây, 170 ngàn nè, tặng luôn cho mình luôn 99 ngàn luôn. Đây, đẹp chưa? Xếp 34 giùm em, 99 ngàn. Đây nha mấy chị nha, 170 ngàn. 170 nha, không nói riêng mình đâu. Rồi xếp tím giùm em nè mấy chị ơi. Kim em mà xếp tím giùm em, bao tối em mới nha. Rồi cái này ghi liền em mà xếp giùm em nè. À, xếp này em xem mình 79 ngàn, chúc em mà xếp 79 ngàn. Kim em mà xếp 79 ngàn có xếp này, xếp này. Chị Thúy Hằng Dương ơi, chị không cho cọc đi rồi bên em chốt chốt tiếp đi chị á. Đây mấy chị nè. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi. Thứ hai mình nhiều rồi chị ạ. Ghi giùm em mà xếp tím giùm em nè mấy chị. 79 ngàn có xếp là 55 kg đổ lạnh em ok nha. Xếp này đẹp nè mấy chị. Xếp này có một xếp duy nhất 100 mấy luôn đó. Rồi, hãy có một cái quần này nè để dành mang mấy chế nào cánh ngồi à. Cái nào cánh ngồi không? Lấy quần này nè, xịn lắm luôn ấy. 49 ngàn, chứ em mở quần 49 ngàn, quần này đã lắm nha, 60 cái đổ lạnh mang đẹp luôn ấy. Đẹp lắm. Thứ tiếng 79 như Ivana. Mấy chị, lấy cái quần này mang nè mấy chị. 49 ngàn, chứ em mở quần 49 ngàn, 60 cái đổ lạnh mang ok, có một con.
Rồi duy nhất một con hàng áo tao bao nha. Ghim em ở tao bao giùm em nè. Lên bóng quần 49 với em hết mà sẽ tím rồi. Quần nó mang sướng lắm mấy chị. Quần hai ngày nay thì quần ngày hôm qua thì tất cả đơn hàng ngày hôm qua thì bên em ngày mai bên em chốt hết, chị thấy hàng Dương á. Ý là chị khách mới chị mua lần đầu tiên muốn mua thêm thì cộng với 200 ngàn vào tài khoản rồi chọn thêm chị nha, không thì để ngày mai bên em chốt cho. 59 ngàn có con à, dễ thương chưa? Mấy cái này em thấy bạn hay mặc lắm luôn á. Đây nè. Có 59 ngàn nha Phạm Thu An. Cộng là để chọn thêm á chị nhá. Cộng là để chọn thêm á mấy chị. Còn không thì mấy chị chọn đường đó rồi ngày mai bên em gọi chốt đơn ạ. À. Rồi, 165 ngàn. 165 giờ tặng mình cho mấy chế luôn. 99 ngàn chứ mấy mã tặng 99 giùm em. Dễ thương quá luôn á mấy chị. 99 ngàn giùm em nè. Đây nó có cái tai nhún này mấy chị. Áo riêng cho Hải nè. Đây. Đẹp chưa? Ghim em mã ha. Cái này là cái yếm mấy chị. Đẹp lắm luôn á chị. Ôi 99 ngàn. Đẹp lắm. Hàng tao đau á. Quá 99 chứ gì đâu sao quen. Rồi cái này set thổ cẩm giùm em nè. 49 ngàn Hải có set nè mấy chị nè. Yếm như còn kẽ đấy. Coi trên kẽ có. Rồi cái này ghi mấy mã xếp thổ cẩm giùm em 49 ngàn có xếp nè mấy chị. Ghi mấy mã xếp thổ cẩm. Mấy chị ơi em lên cho mấy chị hàng mà nhiều lúc em còn chưa bóc like luôn đó mấy chị. Này em chưa like luôn nè. Này luôn con này chưa like nha mà nhập vô cao lắm. 59 ngàn chút em mẫu hoa 59 ngàn có con nè mấy chị. Ghi mấy mã hoa 59 ngàn giùm em. Ghi mấy mã hoa 59 ngàn nè mấy chị. Nè đẹp chưa hoa 59 ngàn. Sẽ thổ cẩm 49 cho rồi sao quyền. Rồi cái này ghi em mã hoa 59 ngàn dùm em. Ủa nó đẹp gì đâu luôn ấy. Hoa này đẹp lắm luôn. Hoa 59 cho Mia Mia. Đúng con. Hoa 59 cho Hậu con. Rồi một con sơ mi hàng cao cấp này mấy chị. 69 ngàn. Chúc em mã sơ mi 69 ngàn dùm em. Hoa 59 cho Ân Ân. Đẹp quá luôn. Sơ mi 69 ngàn dùm em này. Sơ mi này có một con à, sơ mi 69 ngàn có con hàng tao bao quá mấy chị. Hàng này nhập vô giá 95 ngàn một con nè, sơ mi giùm em. Hoa 59 cho chị Duyên Nguyễn 024. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngàn để ngày mai em mua luôn mấy chị nhá. Sơ mi này 60kg đủ làm em ok giùm em. Chúc em mã sơ mi giùm em ha. Rồi hãy có cho mấy chị một con đầm ba lỗ màu hồng rất là đẹp luôn, 69 ngàn luôn nè. Con này là hàng Macbon nha, cái này chị Yến lấy cho bé Ly không nè. Size M hàng Macbon 69 ngàn này, có đệm vai nè. Con này đẹp lắm. Sơ mi 69 ngàn cho Trần Dương. Con này đẹp lắm. Rồi hỏi có một con Dior này mấy chị nè. Một con Dior hàng xịn nha, 59 ngàn. Chốt em mã mã xịn 59 ngàn. Hồng 69 chứ. Đây nè. Rồi hồng 69 ngàn chứ Thảo My. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Chốt liền em mã này mấy chị nè. Mã áo xịn giùm em hoặc là áo xịn giùm em đi mấy chị. Áo này xịn lắm luôn ấy. Được chứ em bán nhiều lắm luôn. Nói chung là mấy chị có nghĩ đi về mà mấy chục cái thì nói chung là chắc chắn nó cũng sẽ rất là một cái á mấy chị. Nha mấy chị nha, đi đâu đi đó nó cũng rất là một cái á. Rồi cái này ghi liền em mã áo vàng giùm em nè. Áo vàng giùm chạy 39 ngàn hãy có con nè. Vàng 39 và hàng này rất là xịn này mấy chị nè. Đây nè. Bán xịn là bao nhiêu? 59 ngàn. Xin 59 chứ chứ Thảo My. Và cái này ghi em mã vàng giùm em. Vàng 39 ngàn hãy có con này. Vàng này đẹp mấy chị. Và tiếp cho mình luôn này mấy chị. Nguyên cục này áo xịn không luôn á. Con này đẹp chưa. 69 ngàn chốt em mã hồng 69 giùm em. Khách mới mã kèm số anh tỏ lên giúp em đi mấy chị ơi. Cái này ghi liền em mã số 1. Vàng 39 ngàn. Mia. Rồi cái này ghi em mã số 1 69 ngàn hàng. Hàng CBS mã số 1 giùm em. Em cảm ơn chị Mỹ Hiền nha. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Dễ thương chưa? Đẹp lắm. Mã số 1 giùm em ha. Bao nhiêu hồi nãy em đọc bao nhiêu nè? 69 ngàn. Hàng này là hàng 105 ngàn á. Trả luôn cho mấy chị nè. Số 1 69 ngàn cho Rosie Quyên một con. Oleola ở đâu rồi? Mấy chị quần 69 ngàn luôn, size XL. Chắc em mở quần giùm em. Em không biết nha, chị nào chốt được con này hồi lắm luôn nè. Quần này đẹp lắm. Ý xịn xò lắm luôn ấy.
À cái con này giống con lúc tối em mới like đúng không? Mà cái con này là hàng này là bữa trước kia mấy chị. Hàng này lô tao bao bữa trước kia mà đâu mày chốt lại một con này không biết nữa. Quần cho Thảo My nè. Dạ. Đơn nào chị? Kim Thư Nguyễn à? Rồi cái này ghi liền em chị nhận chưa? Rồi cái này ghi liền em mã số 2 giùm em nè. Mã số 2 59 chị nhận chưa? Mã số 2 tay bồn này mấy chị 59 bây giờ chị cứ chị còn đơn ở đây mà chị lo gì chị cứ nhận đi rồi chị rạch cái bao hàng nó ra chị chụp hết lại giúp em coi trong đó có gì gì chụp hết qua giúp em đi ạ. Nhầm gì bên em giải quyết cho chị bây giờ nói không bên em đâu biết gì đâu. Rồi ghi em mã số 2 giùm em 59 nghìn. Quần 69 cho Thảo My. Rồi mã số 3 giùm em nè mấy chị 59 ngàn có con size M luôn. Mã số 3 59 ngàn. Này con này chị nào đi làm giáo viên mặc đẹp. Này mã số 2. Mã số 3 số 2 cho Nguyễn Vy. Kim em mã số 3 59 ngàn. Cái này em xe ngẫu nhiên luôn đó mấy chị. Em không nhớ giá em nhập bao nhiêu đâu mấy chị ơi. Nè con này đẹp đây. Mã số 3 59 ngàn luôn. Cái này bao nhiêu? Này em bóc em xe ngẫu nhiên nha, cầm gì em xeo đó đó mấy chị, xeo đặn. Số 3 cho Rosa Nguyên. Rồi cái này ghi em mã số 4 giùm em nè. Mã số 4 giùm cho Hải nha, ghi em mã số 4 69 ngàn giùm em. Mã số 4 tầm này đẹp nè mấy chị. Tầm này là hàng to bao đó, con này là hàng mà ví dụ như là mấy như ví dụ như là năm trước là hàng bán 165 175 ngàn á. Nha 69 ngàn. Chốt em mã giùm em 55 kg đổ lạnh đen đẹp á mấy chị. Con này mang lên rất là đẹp nha. Kiểu như mình đang mặc cái chân vái với lại cái áo kiểu mấy chị đây nè. Nó nhúng ở đây nè mấy chị. Lên mã số 4 69 ngàn chưa? Em mã số 4 69 ngàn giùm em ha. Kim em nha mấy chị ơi nha. Không ví dụ mình đi làm này kiếm mấy chị nè. Mình thất học là mình mặc cái gì cũng được hết. Số 4 chứ làm phường. Rồi bạn đi dạy là bạn mặc này kia chứ mấy chị. Số 4 vô giùm em Phan. Mấy chị em có cục này chân vái mà nó đẹp lắm luôn. Mà em biết giờ like bao nhiêu mấy chị. Chân vái này nó xịn mấy chị ơi. Nó size S á. Mà chân vái 4 cho Rosa Nguyên. Chỉ giống như chân vái Hàn Quốc á mấy chị. Mấy chị nói chị để lại cái cho mấy chị. Chân vái Hàn Quốc á mấy chị. Cái này là chân vái Hàn Quốc nha. Cái này em tặng luôn cho mình luôn ha. Giá là 39 ngàn. 4 cho Thảo My. Rồi cái này ghi em mã chân vái Hàn Quốc giùm em ha. Chân vái mấy chị ơi 39 ngàn, ai cho mấy chị 50kg mang vừa, phun to lắm luôn, hãy mang bị rộng. Bốn vô thì lệ thu. Hãy mang rộng quá mấy chị. Tốt mặt số 4 à. Chân váy này dễ thương nè, mấy chị lấy đi. Hàng của nhà Hải nè, mấy chị hãy cho mấy chị xem từng cái luôn nha. Hàng tan mát xịn sò này không phải là hàng thường đâu, em thật luôn á. Cái này là chân váy Hàn Quốc đó mấy chị, 39 ngàn. Trời lấy thì chốt mấy mã chân váy 39 ngàn gì nè. Chân váy 39 ngàn đi Trần. Chân váy này xinh lắm luôn, em nói cái này mấy chị mang cái đai nhỏ nhỏ nữa cũng đẹp luôn á. Đẹp lắm, phối với lại sơ mi đẹp lắm mấy chị. Chân váy 39 cho Hiền Đặng. Rồi em có một con áo này chị đầu lấy thì chốt em mã số 69 ngàn này có con nè. Mà thì đăng ký này không có đơn hay xong rồi rất nhiều. Rồi. Rồi cái giống vậy. Cái giống này. Mấy chị ghi em mã áo 69 ngàn áo này không cần. Nói chung là đẹp lắm. Ba chân váy cho chị Thảo My. Áo này 180 ngồi nè. Chân váy cho Minh Anh. Chân váy 39 cho Dương Duyên. Chắc mấy chị ơi, cái đầm này nhập vô cao quá trời cao luôn. Tới 120 nè. Đầm này đầm. Chân váy 2 cái gì Yến Tròn. Đầm tiệc đó mấy chị ơi. Đầm tiệc nha. Hiện đặng có chân váy rồi nha. Chân váy cho Nguyễn Ly. Đầm này mấy chị ơi, đeo tặng cho mấy chế luôn. Chứ quái cho Nguyễn Thị Tú. Cái dính trần đeo trần. Rồi cái này sale tặng luôn nha. 55 ngàn cái đầm này luôn. Chú em mở 55 có con rồi mấy chị. 55 ngàn. Chứ quái cho gì trên. Cổ là cổ đổ mấy chị nè. Cổ đổ nha, váy giùm em 55 ngàn size M. 55 cái đổ làm em ok mấy chị. Áo sao chính nhắc đeo trần. Cái cục này là có view hết trong đây luôn á. Một cái
đụng ra cái giấy này. Rồi cái này kia em mặc áo giùm em 49 ngàn. Áo nam này mấy chị, áo nam này là size 125, là tương đương với lại size này là size L, size XL mấy chị, 65 cái đủ làm em ok á. 49 ngàn. Các em mặc áo nam 49 ngàn giùm em. Áo nam này xịn lắm mấy chị, 49 ngàn nè. Có chị nào thích áo nam không? Bữa nào em về áo nam cho mấy chị ha, mua cho chồng ha. Đúng rồi, bà chính hết rồi mấy chị ơi. 49 ngàn chứ gì ạ? Rosa Win. Rồi cái này ghi liền em mã váy này mấy chị. Váy này em sale nhanh cho mấy chị luôn, 89 ngàn size M này. Chứ em mã váy 89 ngàn size M. Váy này là hàng hàng CDS nha mấy chị nha. Chắc u mì cho hả nè. Size M 89 ngàn. Chứ em mã váy 89 ngàn. Váy này chắc đẹp lắm. Váy này chắc đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. 89 ngàn này mấy chị nè. Váy 89 ngàn size M, 60 kg đó là này ok mấy chị. Cái này là nguyên một cục mà cục một luôn đó mấy chị ơi. Rồi 69 ngàn kèm màu giùm em này mấy chị này. Em váy 89 cho Châu Nguyễn Kiên. Màu kem này mấy chị, chúc em mã set màu kem 69 ngàn nè. Set kem 69 ngàn giùm em. Chúc em mã kem 69 ngàn có con này mấy chị này. 55-56 cái đổi làm em ok á mấy chị. Set kem này đẹp nha. Set kem này chắc đẹp lắm. Kim em mã kem 69 ngàn giùm em này. Kem 69 ngàn giùm em. Rồi cái này là ok giùm em này mấy chị. Kim em mã ok giùm cho Hải nha, 79 ngàn nè. Size 69 giùm em Phan. Ok giùm em. Cái này đẹp mà ta. Bộ này quá trời đẹp luôn á. Kim em mã ok giùm em, 79 ngàn nè mấy chị này. Cái bộ ok này chắc áo đẹp lắm mấy chị. Quần cũng chắc đã lắm. Đây nè. Kim em mã ok 79 ngàn. Em có set này mấy chị này. Cái này là hàng lẻ. Ok, 79 cho Rosa Win. Rồi cái này ghi liền em mã 59 ngàn giùm em nè. Chúc em mã áo 59 ngàn. Hãy có một con nè mấy chị. Áo 59 ngàn luôn cho Hải luôn nè. Con này ghi em mã 59 ngàn. Ghi em mã áo 59 ngàn một con nè. Ôi cái hàng này nguyên một chậu, một con không luôn quần nè. Hàng một áo 59 ngàn lên giúp em mấy chị ạ. Áo 59 ngàn chứ gì hồi thì lại thua. Rồi quần giùm em 69 ngàn này, size M nhưng mà size L mang vừa. Quần trắng giùm em này mấy chị nè, giống hệt như Hải mang luôn, lưng cao luôn á. Quần này đẹp nè. Quần này đẹp lắm mấy chị, nó có cái túi đây nè. Cái quần này đẹp nè, chị nào có cái quần này đây, size này size M nhưng mà size L mang vừa, form to lắm mấy chị. Form này 55 kg mang vừa. Rồi chị lấy cho em mã quần giùm em nè, 69 ngàn. Hãy có con hàng tao bao nha. Rồi cái này là áo dạ quang giùm em nè. Áo dạ quang hàng tao rất tốt giùm em nè, có một con nè. Chúc em mã dạ quang giùm em 59 ngàn. Dạ quang 59 ngàn, cái này là dạ quang nha. Đây nè. Quần 69 ngàn cho Duyên Sen. Mấy chị nè, cái này ghi liền em nè, chốt em mã dạ quang giùm em. Cái này là áo dạ quang nha, áo này là 160-170 đó, 59 ngàn. Kỳ quá nè, thiệt luôn mấy chị, trả cái hàng một cái hàng mất quá. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha, ngố giùm em 59 ngàn luôn, em tặng luôn bộ ngố 59 ngàn luôn. Ngố 55 kg đổ làm em ok 59. Dạ quang 59 ngàn cho hồi thì lệ thu. Rồi cái này ghi liền em mã ngố giùm em nè. Bộ ngố giùm em 59 ngàn, em có bộ này mấy chị. Chứ em mã ngố này mấy chị, hàng một cái xả ngoạch đuối luôn mấy chị ơi. Rồi ghi lê giùm em nè mấy chị. Ghi lê 49 ngàn giùm em. Chứ em mã ghi lê 49 ngàn. Ghi lê này đẹp nè mấy chị. Cái áo ghi lê này về phấu với sơ mi trắng lúc nãy cũng đẹp đó mấy chị. Ngố 59 cho Sương Lê. Cái này nè mấy chị, vô mấy chị phấu với lại sơ mi á. Phối với con sơ mi xong mình mặc với cái chân váy xếp ly ngắn á kìa. Trời ơi, y như là học sinh vậy đó mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Rồi cái này chờ lấy thì chốt em mà. Ghi lê giùm em 49 ngàn có con này. Ghi lê cho Hải nha, 49 ngàn, 55 kg đổ làm ok giùm em. Rồi Hải có một con phong mỹ này mấy chị. Phong mỹ 59 ngàn, chốt em mã phong mỹ 59 ngàn giùm em. Ghi lê 49 cho Trần Văn Khánh. Rồi cái này ghi em mã phong mỹ giùm em ha. Phong mỹ dùng cho Hải nè mấy chị nè.
59.000 cho mấy mã phong Mỹ 59.000 giùm em. Rồi cái này bộ gấu giùm em, bộ gấu này tặng luôn cho mình luôn ha. À, cái này bộ gấu em tặng luôn mình 89.000 luôn, bộ gấu này bán lỗ đó, 89.000 giùm em. Kim em mã gấu 89.000, cái này em sale lỗ đó mấy chị. Sale lỗ lắm luôn á. Đây nè. Em like là hàng 99.000 á. Sáng này 49 luôn. Sám cho Thảo My 59.000. Rồi cái này ghim em mã gấu 89.000 giùm em nè. Bộ gấu này em bán lỗ đó, em thật sự luôn á. Bộ gấu này em bán nhiều lắm luôn á. Gấu gấu giùm em. Gấu 89.000 mấy chị, bộ gấu giùm em. Rồi cái cục này hàng đẹp luôn á. Thì tôi sẽ quyên lấy không nè. Chị nào ôm theo cục em xe luôn cho mấy chị 59.000 luôn á. Gấu 89.000 sẽ quyên. Chân vái 69.000 giùm em. Thì bữa nào em xe theo cục, với cho nhanh mấy chị. Cục 49, cục 59 gì đó em làm ra em xe cho mấy chị nhanh nè. Đây nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã chân quái dùm em 69.000 có cái nè. Chân quái này sạch sẽ trong kho luôn ấy. Sạch sẽ trong kho luôn, sớ lúc mà xe mấy chị có còn con. Chân quái dùm em ha. Chân quái 69.000. Chân quái 69.000 cho ruby, ruby. Rồi cái này ghi em mã áo cam dùm em. Áo cam này em xe nhanh cho mình luôn 59.000 luôn. Cho mấy mã cam 59, áo này đẹp nè mấy chị. Cái là hàng thun giấy á, thun giấy đó. Mấy chị nè, mấy chị đi mua hàng Âu, hàng gì đó, nó cũng vẫn có cái thun giấy này đúng không? Y như vậy luôn, mà nó là thương hiệu á, nên là người ta bán giá gấp, nói chung là giá gấp 10 á. Nha, yeah, gấp 10 á mấy chị. Còn cái này chờ lấy thì chốt đi, dùm em cam, dùm em 59 nè. Cảm ơn chị cho Lâu Sư Quyền. Cái váy này đẹp nè mấy chị, 69.000, chốt em mã váy 69.000, váy này xinh lắm. Váy này em nói mấy chị mặc vô kìa. Giờ em mới thấy được cái đồ đẹp. À em, nó làm chích hai cái bên eo nè. Dễ thương nè. Mấy chị cái này mình mặc vô kìa. Nó tự động nó làm cái eo của mình nè. Đây nè. Ờ bây giờ em like nhiều lắm rồi. Em like như 30 cái mà bây giờ em mới nhận ra được là cái đầm bên này nó có hai cái eo. Hai cái eo bên thế này nè mấy chị. 69.000 giùm em nè, hai cái nha. Nhìn nó eo vô cho mình nè, hai cái bên eo nó xoén nè mấy chị. Trời em like mấy chục cái rồi bây giờ em mới thấy được cái đầm này em nói sáng eo mấy chị ơi. Một cái cuối cùng nè. Đây là xin như Mỹ Hạnh 710. Rồi cái này ghi em mã áo trắng giùm em nè. Chốt em mã trắng dùng chạy nè mấy chị. Trắng này là hàng to bao nha. Ghi em mã trắng giùm em 59.000 có con nè. Áo trắng to bao giùm em 59.000. Chốt em mã trắng giùm em. Rồi ghi em mã sơ mi dùm em nè mấy chị. Cảm ơn chú Phạm Thu An. Rồi sơ mi dùm em tặng luôn 59.000. Sơ mi Mickey màu tím này dễ thương lắm. Để ủi ra một phát thôi là mặc lên người là y như hàng order 300+ ngàn luôn. Đừng đơn giản mấy chị, đừng xem thường cái hàng to bao order nha. Hàng nào mấy bạn nào ở trong đây hay order to bao sẽ biết á. Một cái áo nó cũng rơi tầm khoảng giá là 200+ rồi, chứ không hề rẻ nha. Nếu mà mấy cái hàng mà áo dạ này kia là 600-700 ngàn một cái áo, mà áo 59 cho Thảo mấy My. Con mà dạng như là mấy con mà dạng mấy con mà kiểu như là manto này kia order mấy triệu là chuyện bình thường nha. Đừng nói là chỉ có hàng Âu mới hàng đắt thôi nha mấy chịu nha. Hàng ta bao order nhiều lúc nó rất là đắt luôn, nhiều lúc đắt hơn cả hàng Âu luôn á mấy chị nha, mấy chịu nha. Nó với lại nó đa dạng mẫu nữa mấy chị, rất là đa dạng mẫu luôn. Rồi cái này ghi liền em mã chân váy 39.000, chân váy nhũ dùm em CL nè mấy chị. Chân váy nhũ CL 39.000 dùm chạy nè. Ghi em mã chân váy nhũ CL 39.000. Chân váy nhũ CL 39.000 dùm cho em nha mấy chị nha. Chân váy nhũ CL 39.000. Rồi một cái quần ngố nè mấy chị. Quần ngố 69.000 size S dùm em nè. Chúc em mã ngố nè, quần ngố này chắc đã lắm luôn, hàng tao bao nè. Bữa trước hãy về nguyên một cái lô hàng chữ đó, chữ này luôn nè mấy chị nè. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã ngố dùm em nè. Ngố 69.000 size S nhưng mà cho mấy chị 50kg mang vừa ha. Và cái này là dạng ngố cho Hải nè. Ngố nha mấy chịu nha, có túi cho mình luôn. Hàng ngố này đẹp lắm luôn ấy. Ngố dùm em, có một con à, chắc đã lắm. Ngố cho Duyên Sen. Rồi cái này ghi em mã váy giùm em, váy này đẹp nè mấy chị. Váy này mình kiểu giống như là váy này nè mấy chị nè, con này là nó maxi nha. Cái này chị nào mà cao mét 6 này kia mua mặc đi mấy chị. Hoặc là vì mình cắt lên cũng được nha, kèm đai vô, kèm cái đai bự bự vô nha. Cái mà bẹt qua như này nè, mang là hơi bị đỉnh luôn ấy nha mấy chịu nha. Cho em mã sọc giùm em 69.000 cái đầm sọc. Cho em mã sọc 69.000.
69.000 giùm em, cho em mở lấy sọc. Rồi đây là quần nha mấy chị ơi nha, quần hách chân giùm em 69.000 màu xanh nè. Cho em mở quần hách chân 69.000 giùm em. Mấy sọc xin cho rồi sao quen. Rồi kim em mở quần giùm em 69.000 giùm em nè. Quần này phi size mấy chị 52kg, 55kg, cao mức 6 là mang ok giùm em. Phi size có lưng chung nha, và quần dài không phải là quần ngắn đâu mấy chị. Hách chân luôn đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi liền em mở quần giùm em. Quần hách chân màu xanh giùm em. 69.000. Cho em mở quần 69.000 giùm em. Ok, đi xe nha. Bỏ cái quần đi xe vô thủ Mỹ. Ok, thảo mây có quần ngủ rồi. 79.000 cho mây mặc sắc kem. Mấy chị cái quần hết chân nó đẹp lắm mấy chị. Màu đẹp lắm luôn ấy. Em thấy mấy cái ok, thảo mây em biết rồi, có đen mấy chị ạ. Cái màu nổi 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 đó, mặc đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Rồi cái này ghi liền em, mã caro giùm em. Xếp ngố này mấy chị. Đẹp chưa? Sắc kem giùm em 79.000, coi xếp rồi. Kem 79. Sắc kem 79.000 cho chị ạ. Lam Phương. Trời ơi, 95.000. Rồi 69.000 cho em mã xích hoa. Xích hoa này vẫy xô giùm em. Ghi em mã xích hoa 69.000 giùm em. Nút bọc nha, nút bọc từ trên. Nút bọc cho mấy chị hàng cổ nè. Và cái này chị lấy cho chốt em. Nút bọc này mấy chị. Đây nút bọc nha. Nút bọc nè. Vải của nó rất là đẹp luôn. 55-56kg mang ok giùm cho Hải. Ghi giùm em mã xích hoa giùm em 69.000. Xích hoa này dễ thương lắm mấy chị. Này, cái vải của nó vẫy xô ấy. Hoa giùm em 69.000. Ghi em mã hoa. Thấy thổi nha. Ghi em mã hoa 69.000. Lên hoa xíu chứ khỏi bị nhầm mẫu với em à. Ghi em mã hoa giùm em 69.000 giùm em. Số hoa xíu nhà cho Nguyễn Quy. Rồi áo phong này em có 2 con này mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mà áo nè mấy chị 39.000 có 2 con nè. Số 2 số 9.000 cho bé em Phan. Mấy cái này nó có 1 con 1 con. Cái nhìn nữa em chưa like luôn nè mấy chị. Đợi em xíu nha. Số 2 số 9.000 cho Mỹ Vy. Ok like mấy chị ơi, 2 con áo này rất là đẹp nè. Số 2 số 9.000 cho chị ạ. Áo phải lúc tốt 39.000. Phan Thị Hiền. Số 69.000 cho Thảo My. Mấy chị áo này đẹp nè. Đi làm mua áo này nè mấy chị. Xinh chưa mà phông to luôn. Hoa cho Duyên Nguyễn. Phông này mấy chị 60kg mấy chị mang ok cho Hải luôn á. Đẹp lắm. Phải có màu kem với màu xanh đen. 59.000 kèm màu giùm em. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. Kèm màu vô cho Hải nè. 59.000 kèm màu. Màu kem và màu xanh giùm em. Màu kem và màu xanh ha. Áo này 59.000. Áo trắng 39 vô thì lệ thu. Cái này mua hai màu về đi làm đi mấy chị. Đẹp lắm. Hãy mấy cái phone này mình đi làm mình đóng thùng cũng đẹp nè. Đẹp lắm. Tay này mấy chị nè. Mèo nè. Đẹp lắm. 59.000. Phone to nha. Con này mặc đi làm đẹp nè mấy chị. 59.000 mà chắc đã lắm. Chắc đã lắm luôn á mấy chị. 592 màu cho Rosa Win. Ủa trắng 39 còn một con à. Nãy hai con luôn à. Nãy hai con chứ. Anh vượt qua một con rồi mà có chuyện. Thấy được trắng 39 nó có hai con chứ. Rồi áo 39 lúc nãy cho Điều Thủy. Rồi cái này ghi mê mã tặng 69. Con này là một con duy nhất nha. Chị nào chốt đùi chốt nha. Đây nè 95.000 của Hải nè. Quần trắng hãy mang hãy bán lâu rồi mấy chị. Bán lâu lắm rồi đó. Rất là lâu rồi. Chắc cũng phải là 2-3 tháng rồi á. 59 kem xanh cho Thậu My. Rồi cái này ghi liền em mà áo trắng giùm em 69.000 có con. Trắng 69, hàng 95.000 một con. Cái đầm này sale kiểu gì ta? Đầm này em sale đại như thế này ha. Chị nào lấy được thì tốt nè. Đầm này đẹp quá luôn á. Không biết sale gì luôn á. 135.000 ha. Chị lấy cho em mở 135 giùm em. Đẹp lắm. À Diễm ơi rút giùm cho chị cái cục đầm bi ngay chỗ góc đó chữa nước chị thấy còn một cục đầm bi nó kìa bi. Đầm bi đen á kìa.
ngay chỗ cái cửa em thấy nhìn vô nó có một cục bi đen 5-6 cái gì á, cái đầm bi đen tầng á, chị nào lấy cho em mã 135 nha, 135 ngàn, nó có con rồi mấy chị, làm biết sale gì luôn á, này 200, 280, 200 mấy, 200, 220, 230 ngàn, áo trắng 69, áo trắng xin cho chồng bao nhiêu, đẹp lắm mấy chị, 135 ngàn ha, chị nào lấy cho em mã 135 thật sự cái đầm này đẹp lắm, vải của nó đã lắm, vải hàng to bao á mấy chị, vải xịn sò lắm luôn, một con duy nhất à, ừ đúng rồi đó. À cái này là cái yếm này mấy chị, à, 49 ngàn, chờ lấy cho mẹ mà yếm 49 ngàn, có con à. Cái này mình mặc với lại áo sơ mi cũng đẹp mấy chị. Ta hãy có cái đầm bi này, bữa trước chị nào không chốt được thì chốt lại cho Hải nè. Tao chốt vào được mấy cái đi, 4 cái này mấy chị. Rồi cái này giờ lấy yếm, chốt yếm giùm em ha, 49 ngàn, nó có con à. Cái này phối với sơ mi mang đẹp lắm nha, phối với sơ mi vô mấy chị, ôi siêu đẹp luôn, cái yếm với sao của nó nè. Cái này 55kg mang ok chạy luôn, màu đỏ mận á mấy chị, đẹp lắm. Cái này nút của nó nè, nút là nút của nha, nút đẹp chưa nè. Yếm này đẹp lắm luôn á. Yếm 49 ngàn là cho em ạ. Rồi 135 ngàn, cái đầm tầng này dành cho chị nào mà bữa trước chưa chốt được nha. Giờ em like mà mấy chị không chốt là tiếc lắm luôn á. Con đầm này xinh lắm, 135 ngàn, 135. Yếm 49 ngàn cho Trần Thu Thủy. Xin nè mấy chị, chị nào lấy chốt em mã 135 giùm em ha, 135 ngàn, 55kg đổ lạnh này ok. Cái đầm bi này đẹp lắm, hàng này giá trị lắm mấy chị, hàng mình cầm ra 100, 180, 190 chưa đủ tiền công đâu mấy chị nha, mấy chịu nha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt thì em mã đầm bi giùm em 135 ngàn, đầm bi này đẹp lắm, giá giữa nha, kéo ngồi đó là bi 135 giùm em, 135 lên giúp em chứ cho chị ạ. Ân ân. Rồi em lên cho mình cái set này nè, set này đẹp lắm các chị. Set này nha, set này siêu đẹp luôn, quần của nó rất đã luôn. Set này em sale nhanh cho mấy chị luôn, 89 ngàn. Chị nào chưa bao giờ lấy cái set này của Hải thì lấy đi, rẻ hơn được à, được 40 ngàn á. Set này là hàng 135 cho cam phan. Set này là hàng 140 mấy ngàn á. B135 cho Nam Anh, 89 ngàn, chờ lấy cho mẹ mà xếp 139 B135 cho Hướng Dương Xanh, xếp 89 ngàn giùm em. Xếp nói bao nhiêu mấy chị nhá, xếp 89 giùm em nha. Xếp này đẹp lắm mấy chị, ôi 55kg đổ lạnh mang đẹp luôn mấy, đẹp lắm. Có dây băng đơ phía sau luôn nè, 100 mấy ngàn của Hải đó mấy chị ơi, bán luôn cho mấy chị luôn, 89 ngàn luôn. Chờ lấy chốt thì giùm em, cái này là bán lỗ đó. Set 89 cho Rosa Quyên 2 set. Em có chị cái set caro tiếp ngay chỗ tóc đây, chị nhìn chị xem. Set caro tiếp ở trên kẻ. Bi hết rồi mấy chị ạ, set 89 cho Thảo Bi 2 set. Cho chị bi luôn, bi trắng luôn, cho chị cục bi trắng luôn. Rồi nguyên set này luôn nha. Cái này mấy chị mua thì set được cái quần nè, cái quần đẹp lắm. Nè, áo của nó đẹp nè, áo thì không nói rồi nha. Áo là đẹp luôn. Rồi cái này là quần cho mình nè, 59 ngàn. Chốt em mã set kem 59 ngàn. Set kem cho Hải nha, 59 ngàn, 55kg đổ lạnh. Set 89 cho Duyên Sen. Set kem em có được 3 set, chả phải là set này. Set kem phải được 3 set này, 59 ngàn. Rồi y như vậy mà bi trắng nè, chờ lấy bi trắng hay chốt bi trắng gì nè, 135 ngàn. Set 59 cho Hạnh Nguyên 63. Rồi cái này là bi trắng giùm em. Kem 59 cho Rosa Nguyên, chị là lớn đúng mã chứ em ấy chị ạ, chị là lấy kem 59 là mở kem 59 cho khỏi bị nhầm á. Còn đầm yếm không mang được anh. Rồi cái này ghi liền em ha, ghi giùm em mã này là mã bi trắng giùm em. Bi trắng nha mấy tình yêu nha, 135 ngàn. Bi trắng đẹp chưa mấy chị, thì nào mà dạy như là mình thích màu màu trắng thì mình lấy nha mấy chị nha, màu trắng đẹp lắm luôn ấy nè. Màu trắng đẹp mấy chị ơi, màu trắng đi tiệc đi gì đẹp. Bi trắng giùm em 135 ngàn. Kem 59 cho chị ạ, Thảo Nguyên. Kim em mã bi trắng.
chị em. Lắng chờ đủ đơn chưa cho mày, để ngày mai em video luôn mới giờ. Bi giống 135 chiếc kim xuyên. Các chị ơi, em xem mình set này nha. Set này em có được mấy set nè. Và cái này em còn size L nè. Em có size L nè mấy chị, em xem set này mấy chị chốt nhanh nha. Hẹn em nhập vô giá là 189.000 một set á. Này em nhập vô 189.000 nha. Này em bán cho mấy chị luôn giá là 139.000 đi. Một set này 139.000 hàng cao cấp nha. Hàng này nhập vô là 180, 190 một set. Bi trắng 135 cho anh Chi. Cái này đẹp lắm. Đây nè. Bi trắng 135 cho Nguyễn Trang. Có hay có like nha. Rồi cái này là size L mấy chị. Size L nha mấy chị yêu nha. 139.000 là bán lỗ lắm luôn á. Size L không mấy chị. 139 nha. Chị có sẽ quen lấy cái này nè. Bi trắng 135 cho Nguyễn Lan Anh. Đẹp lắm luôn á. Hàng cao cấp nhìn nó có khác nha mấy chị yêu nha. Cái tiếp giùm em 139.000. Cái này bán lỗ đó mấy chị chốt đi. Bán lỗ chốt nhanh đi mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Tiếp 139 lên cho em ạ. 139.000 giờ đấy chú. Tiếp 139 2 xế cho đâu sơ quyền. Bà nào nói tôi bán lỗ mà nào cười nè. Chung đơn với Liên Hương dùm chị nha. Tiếp 139 cho Duyên Nguyễn. Ok chị. Cho chị cái màu khác này đi. Cho chị cái khác đi. Không cho cái trên kệ đó cái gì xe thì xe lên. Hàng cao cấp có gì xe lên. Tiếp 139 cho Dương Bình Lanh. À mấy chị ơi, set này còn set nè. Chị bé gì nãy lấy không được nè. Chị gì lúc nãy lấy không được thì Hú Hải, Hải sẽ lấy cho nè. 79.000 set công sở nè. Chân quá là đẹp luôn, có mờ không mà. Chờ xíu đi. Em coi cái set tiếp nó còn nè. Tiếp một bài dính HD tròn. Nè mấy chị nè. 79.000 set công sở này đẹp nè. Lấy đi nhanh mấy chị nè. Chị nào lúc nãy tiếp không chốt được. Anh Chi. Lúc nãy em like có một set nè. Giờ nó lòi ra được hai set cho mình nè. Set tím nó còn nè. Coi set tím còn không. Set tím nó còn. Set 79 này mấy chị có set nè. Đi làm mang đẹp nè. À chị Rô Sê Quyên có ba con áo này chị lấy không nè. Tím còn đúng không? Phải chứ nè. Phải á. Nhưng mà tím còn size M nè. Chị lấy M chút M giùm em đi. Tím có size M á. Chị lấy M chút M. Chị Rô Sê Quyên lấy áo này không? Cái áo này là giống cái áo tơ vàng của chú Hải mặc đó. Này mấy chị nè. Xế 79 cho Thậu My. Đây nè mấy chị nè. Chị Rô Sê Quyên lấy áo này không? Hình như là 59 ngàn hả? À 69 ngàn đúng không chị? 69 ngàn nè. Nè đẹp lắm luôn nha. Con này đẹp lắm. 69 ngàn áo tơ giùm em nè. Tơ giùm em 69 ngàn. Con này là hàng tơ nè. Con này của chú Hải mặc màu vàng á mấy chị. Mà con này lên đẹp lắm. Mắt của nó là mắt Chanel Dior này. Tơ này đẹp lắm, 69.000 tơ tím giùm em. Size này mấy chị 55-56 tím mang vừa mấy chị đẹp lắm. Tơ 69.000. Cái này chị là lấy size M đi. Bỏ quên đi. Cái là HD trần, HD trần đổ qua size M đi. HD trần dù size M luôn. Đổ qua luôn. Tơ tím 69.000, bỏ anh chị bỏ ra chưa. Rồi HD trần bỏ qua cái set size M cho. Nè, bỏ qua đây. Đây cho chị. Đưa hai set dư ra cho chị. Rồi cái này em còn rồi sao chính cho chị tới lên nặng. Chị Trang Kiều Trần lấy set này không nè. Xây mồ xây lờ nè. Xịn lắm luôn. 200 mấy mấy chị. 220, 230 gì. Tờ xin như Dương Minh Lành. Nhưng mà nói chung là em nhập vô trên giá gần 200 ngàn đó. Đây nè. Cái này em có size cho mấy chị. Size S, size M, size L. À quên. Size M, size L mấy chị. Chèo lấy size gì của mình size đó giùm em. ML nha, chèo lấy kèm size giùm em. Đây nè mấy chị nè. Set này đẹp lắm. Chị Nguyên Đào ơi, đơn đi rồi mấy chị. Mấy chị mua hàng nhà em mà mấy chị khách quen là mấy chị sẽ biết là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bên Hải đi đơn nha. Thứ sáu, thứ bảy là chủ nhật nhà Hải đi đơn cho mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Cứ thế là Hải đi đơn thôi mấy chị nha. Một tuần Hải đi đơn hai lần. Là thứ năm với lại chủ nhật. Là trước thứ năm là đi đơn nha mấy chị yêu nha. Với lại đơn. Mai gì Phương Liên nha. Là đơn trước chủ nhật nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này giờ lấy chốt em nè mấy chị. Xếp giùm em ha. 139.000 SML giùm em. Giờ lấy thì chốt đi giùm em. Kèm size vô mấy chị nè. Cái này chị nào lấy thêm thì chốt thêm giùm em ha. 139.000 set này đẹp lắm. Tiếp xem M 139 cho Trần Thị Ngọc Linh. Không có mặt anh Thư nha. Kim em mã set tím giùm em nha. Set tím kèm size giùm chị.
Cái này hãy có cho mấy chị còn size M, size L nha. Con set này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái quần này mặc riêng cũng đẹp này. Quần này mặc riêng đẹp lắm mấy chị. Em thấy mặc với áo kiểu này kia cũng đẹp, đẹp lắm. Phong quần lên đẹp lắm mấy chị ơi. Cái quần này em thấy bạn hay mặc với lại sơ mi này kia cũng đẹp. Nè. Cái này nguyên set vô đẹp lắm. Mình mua một cái áo kiểu nó cũng không có giá này đâu. Mặc luôn á, một con áo này nó tím size M 139 cho chị Xuân Nguyễn. Tím này chỉ có L thôi chứ không có XL vô thì vang ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mời giùm em này mấy chị. Vừa mới lên lấy rồi luôn đổi mời cho anh. Chị Dương Bích Anh ơi, là chị lấy size lúc nãy đổi qua lại đúng không chị ơi? Ui hả bé. Là chị đổi qua size M đúng không? Để biết báo với chị ơi, mất công gửi hai cái á. Đây. Bộ thắt, cứ xếp đây. Tím xe lờ chứ như mình 58kg mang vừa chị. 58kg mang vừa. 58kg mang vừa chị. 135.000 tím xe mờ Châu Anh. Thì chị phải nói hãy bố đổi chứ hãy chị bấm như vậy rồi. Như vậy hãy lỡ hãy bỏ cho chị hai xếp rồi sao. Thì nó hãy ơi đổi. Chứ mấy chị đừng chốt xong cái xíu nhắn tin cũng không tìm ra được. Cái lại bên em chốt đơn nó riêng á mấy tím chị. Tím xe lờ cho Kim Phụng. Lai riêng chốt đơn riêng không có giống nhau mấy chị ghẹt là đâu có biết được. Ở góc này mà được lại có này. Tím xài lời cho Hồ Thanh. Dạ. Chị lấy ông thì mực mặc mình mặc ô một chút xíu rồi mình lấy size L đi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em nè. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, tặng luôn cho mình luôn ha, 59.000. Cho em mã sơ mi 59.000, sơ mi này đẹp nha. Sơ mi này là hàng gộp đầu là hàng nhập vô cao lắm luôn ấy. Hàng nhập vô giá là 85.000 một cái á. Rồi chờ lấy cho em mã sơ mi dùng cho ải nè mấy chị. À caro size L, caro còn size gì luôn. Hết rồi hả? Này hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi chị Sương đổ đổ ơi. Rồi cái này ghi liền em mã sơ mi 59.000. Sơ mi gì quên rồi. Phi công. Sơ mi 59 cho Dương Bích Lan. Có hai cái kìa. Sơ mi 59 cho Hồ Thị Lệ Thu. Em xin bò kế tiếp thôi. Em xin bò kế tiếp nữa nào. Rồi sơ mi hoa 59.000 có con nè mấy chị. Sơ mi hoa này đẹp nè, Tảo lấy không nè. Sơ mi hoa này hàng chị nhập vô giá là 95.000 đó. Xếp con hoa size L chị Kim cũng có mà đợi em xíu nha. Rồi cái này ghi liềm em luôn ha. Chốt liềm em nè, sơ mi hoa 59.000, sơ mi hoa này hàng em nhập vô 95.000 đó. 95.000 một cái đó mấy chị. Tím tờ hết rồi mấy chị ơi, hết tím hết trơn rồi. Ôi đâu rồi còn tím. Sơ mi hoa cho Dung Bùi. Nào biết xem cái giá gì mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mã 69.000, cho em mã trắng 69.000, 59.000. Rồi cái này ghi em mã trắng 69.000 giùm em nè. Trắng này nó cao quá cho con. Này này hàng thành công mấy chị ơi, vải nó đẹp, vải xôn. Cái này vạt bầu á, con sơ mi này đẹp nè. Sơ mi trắng cho anh Chi. Rồi em lên đi như vậy luôn nha, mấy chịu nha. Rồi cái này là màu hồng này em có xem. Rồi hồng này em còn xem mờ không nè mấy chị nè. Và cái này chị lấy hồng, chốt hồng dùm em nè. Cái set hồng này là em có xem mờ không nha. Giờ lấy caro hồng xem mờ, chốt caro hồng xem mờ dùm em. Caro hồng size M nha. Cái này nó có lưng cho mấy chị nè. Đây nè mấy chị. Nó sẽ giãn cho mình nha mấy chị yêu nha. Đây nè. Đây nè mấy chị nè. 55kg đổ lại men size M là ok nè mấy chị nè. Giãn cho mình nha mấy chị yêu nha. Và cái này chiều lấy thì chốt em mã caro hồng dùm em. 139.000 nha mấy chị yêu nha. Em bán lỗ 50-60.000 cái set này luôn ấy.
không nói xạo mấy chị đâu. Mấy chị cứ nghĩ đi, 15 set là bao nhiêu tiền luôn á nha. Ghim em mà set caro hồng giùm em 139.000, chị nào chốt được mấy cái set này hồi lắm luôn á. Mình mua về mình đi làm mấy chị, mình mặc ok luôn, rất là đẹp luôn ha. Và cái phôn quần của nó đẹp lắm, phôn quần đẹp lắm. Nó không phải như hàng kia đâu mấy chị, như mấy chịu nha. Đây nè, ê cái này nó có size L em ơi. Ủa sao chị thấy có không mấy chị ơi, nó có M có L luôn đó mấy chị. Cái wow. Rô hồng mờ trên lưu bách hoa. Ủa sao này còn 15 set rồi. Kèm size vô đi mấy chị ơi, M và L dùm em. Kèm size vô M L nha, có M L đó mấy chị, caro hồng dùm em. Hồng mờ cho chị Hạnh Nguyễn. Hồng mờ cho Hạnh Nguyễn mấy vậy? Hạnh Nguyễn 623. Rồi Hạnh Nguyễn 623 nè. Caro hồng kèm size dùm em mấy chị ơi. Một M một L cho anh Chi nè. Rồi kèm size vô mấy chị ơi, 139.000 bán lỗ. Lên còn L không nè chị? L cho Trần Thị Lan Phương. L cho chị Trần Thị Lan Phương nè. L cho Trần Dương. L cho chị Trần Dương nè. Chị Kim Phụng có chưa? Cho đồng khác thế là chị Kim Phụng có rồi chị. Em thấy mua 2 set mang đi mấy chị ơi. Mấy chị mua của em 2 set, mấy chị mua được 1 set ở ngoài đó. Thật sự luôn. Đây mấy chị nè, 139.000 giùm em. 139.000 em còn size ML đủ size luôn cho mấy chị luôn á. Mấy chị lấy set này mang đi mấy chị, em thấy 139.000 em bán lỗ nhưng mà rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm. CL cho chị Võ Hoàng Mỹ. CL cho Võ Hoàng Mỹ. Em còn được mấy set không mấy chị ơi? Quá trời đẹp luôn cái set này. Xin lời. Rồi. À anh cho chị, cho chị có sơ quyền 2 set xin lời. Mà cho chị một màu một lần. Cho chị ao lên này. Lên xếp hồng CL cho Kim Phùng. À, lên cho mấy chị tiếp nha. Còn hãy có một cục quần u mì size XL. Nhưng mà phôm này nhỏ mấy chị. XL nhưng mà tầm khoảng 52-53kg thôi, 39.000. Chắc em mở quần 39.000 dùm em. Hàng u mì á. Hàng u mì nha. Cái set caro đó vì mấy chị mặc, mình mặc như set cũng được. Xong mình phối cái quần caro á mấy chị, mình phối với lại áo này kia, áo sơ mi này kia đi làm cũng đẹp lắm mấy chị. Sơ mi màu trắng này kia mấy chị, nha mấy chị yêu nha, hoặc là sơ mi tông, xịt tông cũng đẹp lắm luôn á. Rồi cái liềm em mở quần 39.000 giùm em. Quần u mì nha, quần u mì này mặc sướng nè, vô mùa rồi mấy chị, mặc với lại mấy cái áo phông á. Áo phông mà áo phông phông mẫu Mỹ mà giấu quần á, mặc mấy cái quần này đẹp. Quần 39 cho Hạnh Nguyên. Quần 392 cái cho Thọ My. Nè sơ mi này đẹp nữa chứ. Rồi kim em mã sơ mi 59.000 nè. Quần 39 cho cậu Buôn La. Đây sơ mi này đẹp nè mấy chứ. Đó, sơ mi tay ngắn phòng nè. Ở đây nó nhúng nè, 59.000. Kim em mã sơ mi 59.000.
Quân 39 cho Thiên Tình, cố gắng chọn đủ đơn cho anh Trâm ngày này chủ nhật, để ngày mai bên video luôn cái gì nhỉ? Rồi cái này là đầm, đầm này mỗi mã có một con nha. 99 ngàn nè mấy chị nè. Này có một con duy nhất nè, chờ lấy cho em mã váy giùm em nè. Quân bên em còn một cái thôi chị Nguyễn Thị Huệ ơi. Rồi cái này là váy hay có một con ha. Sơ mi 59 nè. Sơ mi 59 chứ gì à? Thiên Ngọc. Rồi cái này chị nào lấy hoa xanh, chị nào lấy hoa loan, đi hoa loan dùm em 99 nè. Cái này mỗi mã có một con nha. Và cái đầm này đẹp lắm mấy chị. Cái này phôm cho mấy chị nào mà 60kg mang vừa luôn ấy. Đẹp lắm. Màu loan này đẹp, màu xanh này cũng đẹp nè mấy chị. 99 ngàn, chị nào lấy cho em mã váy hoa kèm màu. Kèm màu lấy cho em đi ạ. Màu xanh với màu loan ha. Màu xanh đẹp nè mấy chị, màu loan cũng đẹp luôn nè. Màu nào cũng dễ mang hết nha. Phôm này 60kg đó là mang đẹp lắm mấy chị. Cái này đẹp lắm, 99 ngàn, 165 ngàn của Hải á. Kem màu luôn giúp em mấy chị ơi. Hoa loan đó, hoa loan rồi đó, hoa xanh bên đây để em. Hoa xanh chính Trần Thu Huyền. Rồi cái này ghi liền em mã này mấy chị nè. Hoa loan chính cho Kim Xuyên. Rồi cái này maxi 99 ngàn, em có một con luôn nè. Đây mấy chị nè. Maxi dùng cho Hải nha, 99 ngàn dùm. Maxi dùm em ha, 99 ngàn. Rồi áo dùm cho em nè mấy chị, 59 ngàn dùm em ha. Max Chanel dùm em. Max Chanel Lam Phương. Rồi cái này ghi liền em mà áo 59 ngàn. Áo này xinh lắm luôn á mấy chị. Xinh lắm luôn nha. Cái này mình đan dây vô, mình cột dây vô nha. Chốt liền em mà áo hoa dùm em. À quên ghi liền em mà áo kiểu á mấy chị. 59 ngàn Max Chanel nha. Có được 2 con à. Có được mấy con à mấy chị. Giờ lấy chốt liền em. Còn hãy có chụp cục chung mấy dạ này. Cục chung mấy dạ này đẹp. Còn được mấy con mấy chị. Rồi mặc không phải không có bán nguyên bộ. Đó là chính là Thiên Ngọc. Đây nè mấy chị, áo này mặc không biết còn hay không nè. Cái này em bóc đại á. Áo năm chín cho Phạm Anh Thư. Áo em mặc phải bóc đại á mấy chị, không không biết còn hay không. Áo em mặc lên màu hồng cho mấy chế ha. Ok, năm chín hai cho chị Lệ Mỹ Đỗ. Áo hãy mang nè, hãy lên màu hồng cho mấy chế ha. Đây nè, 39 ngàn, mấy chị lấy chốt em mà áo hãy mang 39 ngàn ha. Cái này hãy nhập vô giá là 49 ngàn, 49 ngàn rồi đó nè. Ở trong chính gì, tim nắng hay con? Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi em mà áo em mặc nhưng mà màu hồng này đẹp lắm mấy chị, dễ phối đồ nữa. Xinh lắm luôn nha, nhìn cái áo dây này chứ mặc dễ thương mấy chị ơi. Em có màu xám nè. Màu xám, màu hồng 39 ngàn, chờ lấy gì chút giùm em. Mua mấy cái áo này mang đi mấy chị. Dễ mang quá trời luôn. Áo em mang màu hồng, màu xám nha. Màu đen em chưa tìm ra nên là em mang nào này chứ. Hồng và xám mấy chị, lên hồng và xám cho Hải đi mấy chị. Áo mang kèm màu đi giúp em ạ. Kèm màu đi mấy chị, hồng và xám đi. Đừng lên áo em mang màu hồng với màu xám, không có trắng bạn. À, trắng cho liền đi nữa. Em không biết nữa mấy chị ơi. Nói đi chung. Em mặc áo xanh này vô cho mấy chị. Cái áo xanh này mặc được. Quần chị mang chị bán lâu rồi em thôi. Mấy chị lấy con áo xanh này mang. Áo xanh này mang này. Áo xanh này đẹp quá nè. Áo xanh này đẹp mấy chị ơi, lấy áo xanh này mang này 49 ngàn. Áo kia trắng thì Mỹ Đỗ có rồi á, áo hồng 39 ngàn tới lên nè. Còn sơ mi tay ngắn không chị ơi, sơ mi tay ngắn chị lấy lâu rồi em, cái đó chị sale quá. Sao nó còn con gì sale quá. Hồng 39 ngàn nguyên sao em. Mấy chị ơi lấy con áo xanh này nè. Áo xanh này là hàng 49 ngàn, xanh 49 ngàn. Áo xanh này đẹp đó mấy chị. Nó không có bị hở đâu. Ui, áo xanh này đẹp lắm. Áo xanh này đẹp lắm mấy chị ơi, lấy nhanh nè. Áo xanh giùm em 49 ngàn giùm em. Hai màu cho Nga Nguyễn. Xanh giùm em ha. Áo xanh
xanh này đẹp mấy chị. Áo xanh này mặc với chân váy cũng đẹp. Áo xanh này đẹp quá trời đẹp luôn. Mà lấy xanh chút xanh giùm em. Nơ phía sau để xanh. Hồng 39 cho Yên Phạm. Hồng 39 cho Yên à. Ok chị nghe một tí nha. Chị nào lấy cái này không nè. Hồng 39 cho Dung Bùi. Cái này là em mấy chị nè. Nó nhúng ở đây nè, ba lỗ nè. Được chưa? Và cái này ghim em mã ba lỗ. Ba lỗ này có 5 con rồi. 39 ngàn luôn chứ mấy mã ba lỗ gì mà. Đó mà cho gì cam tham màu xám gì nhá. Hết hộp rồi. Cho gì nha màu xám ha. Hết hộp rồi chị ơi. Ok, cam phan có hồng xám luôn á. Nha, mong có hồng xám luôn ạ. Đây, đen hãy nay nè, chị lấy thêm đen, chút thêm đen gì nè. Ba lỗ 39 ngàn. Rồi cái này ghi em mã dây đen thì em cho khỏi nhầm nha. Dây đen có mấy con? Cần 49 là cái mã. Rồi, sao mấy là cái mã? Mã dây. Anh chốt đi. Không, cái áo này, không, chú em sẽ mang với lại cái khác. Cái quần này không hợp á. Em sẽ cố với cái khác cho mấy chị xem. Cái áo xanh này đẹp lắm luôn. Em có một cái áo màu vàng y như vậy luôn á. Ba lỗ chứ ngang Nguyễn. Con này lên đẹp lắm luôn. Rồi cái này chị lấy dây đen y như hãy mang luôn mà màu đen y. Nói chung là y hãy mang luôn màu đen. Ba lỗ này bao nhiêu? Ba lỗ 39 ngàn. Dây đen 39 ngàn hả? Dây đen 39 ngàn cho chị Nga Nguyễn. Thôi chị lấy dây đen này chút dây đen giùm em. Xanh con chín lúc nãy chưa phải anh Thư. Ghim em mã dây giùm em dây đen nha. Dây đen này em tìm ra rồi nè mấy chú. Cho lấy dây đen là mã dây đen giùm em 39 ngàn hả? Giờ lấy dây đen này chút dây đen giùm em nha. Dây đen cho Hải. Còn hãy có cho mấy chị một con áo khoác. Một áo khoác 125 ngàn. Một con nè. Dây đen cho Võ Hoàng Mỹ. Đúng rồi, em gọi tên chị đó. Em thấy chị lắm, em mang cái đó lắm luôn ấy. Cái này, cái quần này được chứ em nhớ chị chốt cầu mà ta. Cái quần 49 ngàn này, mấy chị quần này đẹp lắm. Không khoác. Không khoác. Nè, cái quần này đẹp lắm. 125. Rồi cái này ghi liền em mở quần giùm em nè mấy chị. Quần nha, quần này là 49 ngàn, quần này đẹp lắm. Rồi quần này hàng xịn đó mấy chế, không phải là hàng thường thường đâu nha. Quần này mình đi mua chứ hàng có 100 mấy ngàn một cái đó. Hàng cao sợ tao đi ôm. Không phải 125 chứ gì sen. Hàng của nó là hàng xịn đó. À quần xanh thứ hộp đó. À quần xanh thứ hộp đó. À quần xanh thứ hộp đó em hết rồi. Quần xanh thứ hộp em hết rồi mấy chị ơi. Bữa nào ngà tối đi. Phát một cái còn. Hết rồi. Quần giùm em nha. Quần ok Yên Sen có rồi dạ. Quần 49 ngàn cho Thiên Tinh. Hồi em nhớ tới quần áo đây thì mất rồi. Ờ cái này khoác treo này 95 ngàn có 2 con. Chờ lấy khoác treo, chốt khoác treo giùm em. Treo giùm em, chốt em mở treo. Treo này 95 ngàn có được 2 con. Cuối cùng này hết rồi. Này về cũng nhiều mới sạch luôn rồi. Quần 49 cho Thiên Ngọc. Treo giùm cho anh. Treo giùm cho em ha. Treo này là 95 ngàn. Khi em mở treo 95 ngàn giùm em. Quần 49 cho Út Mì. Quần 49 cho Trần Thu Hiền. Reo 95 lại có 2 con cuối cùng. Quần 49 cho Kali. Reo 95 lại có 2 con. Quần 49 cho Yên Phạm. Hết quần ạ.
95 cho Mai Kiều, 95 cho Thảo My, hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi. Hôm qua lo đã cần 3 cái luôn mấy chị. Rồi cái này ghim em mã set nè mấy chị, 79.000 cái set này đẹp nè mấy chị. Này là quần nha, quần giùm em 55kg mang đẹp đó, 55kg mang đẹp nha. Rồi lấy thì chốt nhanh giùm em nè mấy chị. Cái liềm em mã này là mã set giùm em, set tím giùm em nha. Giá là 79.000, có set cuối cùng luôn. Cái này mấy chị mặc riêng với quần màu trắng cũng đẹp nè. Đúng không? Đó là là mấy em. Bây giờ lấy chút em mà set 79.000 này, có một set duy nhất rồi mấy chị. Một set duy nhất nha. Rồi cái này áo khoác lạnh giùm em nè, 69.000, chờ lấy chốt khoác lạnh, chốt khoác lạnh giùm em. Có lạnh này mặn đẹp. Không thấy á mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mà khoác lạnh. Mấy chị ơi lấy khoác lạnh. Xin tím 79.000 cho bé em pha. Nè, khoác lạnh này mang sướng lắm luôn. À, mấy khoác này mặc phốt vậy. Cái này không phải là khoác mà khoác kia đâu nha, không phải khoác dày đâu nha. Này là khoác lạnh đó mấy chị. Cái này mang sướng lắm. Khoác lạnh cho thanh tiên. Không phải là khoác dày nha. Rồi cái này là chân vái nè mấy chị. Chân vái này là 69.000 dùm em nè, size M nè. Chân vái này đẹp nè mấy chị, mua cái chân vái dạ này đi. Vô mùa nó hot lắm luôn á. Chào lấy chút em mở chân váy dài dùm cho Hải nha. Giá là 69.000 nè. Chân váy dài dùm cho Hải này chắc đã chưa. Mình cái khuyên này mấy chị. Khuyên này soi gương được luôn nha. Chân váy dài dùm cho Hải 69.000. Chào lấy chút em mở chân váy dài. Chân váy dài này chắc đã. Siêu đã luôn á. Chào lấy chút em mở chân váy dùm cho Hải. Mấy chị Hải cốt dùm em con cuối cùng. Chú quý vợ 69 cho Dung Bùi. Hãy có tìm em con cuối cùng caro 69.000 size M đi. Rồi ghi liềm em nha. À. Rồi cái này ghi liềm em nha, chốt liềm em. Ghi liềm em mã này là mã caro hồng giùm em. Caro hồng. Chị Duyên Sen ơi, chị có khoác rêu 125 rồi chị nhá. Còn 95 là chị không có à. Rồi cái này ghi liềm em caro 69.000 nè. Chị có một cái áo khoác rêu quá chị Duyên Sen. Một cái áo khoác rêu 125.000 á. Rồi cái này chị lấy cho em mã váy caro giùm em, váy này hàng Macbon đó mấy chị. Chị nào đi nhập hàng biết hàng Macbon nó xịn lắm. Mà em bán 69.000, em sale 69.000. Em sale dạng như là bung nóc luôn đó. Rồi tiếp, đặt con áo hoa này vô cái chốt rồi em tắt ra nè. 59.000 áo hoa giùm em. Áo hoa này đẹp lắm luôn. Em có được cho mấy chị mấy con. Cái này em mặc cái áo hoa này vô cho mình xem nha, đẹp lắm. Bữa trước chị lai hỏi như cục khác đúng không? Áo hoa này đẹp. Áo hoa này đẹp lắm mấy chị, lấy nè. Cái này mặc với chân váy thì đẹp hơn luôn á. Đẹp. Siêu đẹp luôn, 59.000. Chờ lấy cho em áo hoa giùm em. Áo hoa này đẹp mấy chị, lấy đi. Áo hoa này mặc rất là đẹp luôn á. Siêu đẹp luôn nha. Tai nè. Hoa tím nhí nhí rất là đẹp luôn nè. Hoa rất là đẹp luôn nha, hoa đẹp lắm. À, 59.000. Chào lấy cho em mã hoa 59.000 giùm em. Ghi em mã hoa 59.000, cái này mặc với chân váy đẹp lắm mấy chị. Mặc chân váy đẹp ha. Có anh Thư này. Hoa 59 cho vợ anh Thư. Đây mấy chị nè. Rồi cái này một set tặng luôn cho mình luôn 59.000 rồi tắt like nha. Ghi em mã set hoa tím 59.000 giùm em. Ghi em mã set giùm em 59.000. Size này 52kg, 55kg đổ lại mình ok á mấy chị. Một con chân quái nè, kèm cho mình một cái áo trắng nè, 59.000. Rồi hẹn gặp mấy chị trưa nha, hay giải like nha. Áo hoa này đẹp quá trời luôn ấy. Áo hoa này em mặc với lại cái quần này nó không có hợp cho lắm á. Chứ nếu mà mặc với chân váy trắng thì nó sẽ đẹp hơn. Đẹp lắm. Ở quên mặc với là cái chân váy đen xếp ly này kia sẽ đẹp. Chứ hoa này thì như vậy. Hoa 59. Chết. Chứ hoa 59. Chứ hoa 59 cho bé em Phan. Rồi cái này chị nào lấy áo hoa này, chốt áo hoa giùm em cho khỏi nhầm đi chứ. Chị Vàng anh Phan, anh chị lấy xếp hoa là áo hoa. Chị Vàng anh lấy cái gì vậy? Rồi em tắt like nha, hẹn gặp mấy chị trưa 2 giờ hãy xe tiếp cho mình luôn ha. Nói chung lại có nhiều hàng lắm luôn á.
Kho hải nhiều hàng lắm mấy chị ơi. Rồi em lắp loa nha. Ừ, em xem lại xem. Rồi ghi liền em nha mấy chị ơi nha. Rồi tắt like nha mấy chị nha. Chị Vàng Anh lấy áo hay là lấy set vậy? Em dù gì cái khăn, còn nãy còn mấy khăn vậy anh? Hết khăn chưa? Chị ơi biết thằng đó nó còn mấy khăn. Hết rồi gì? Hết chưa? Hết rồi. Rồi em tắt like nha mấy chị ơi.